Con người ta bây giờ khi không có con lại không theo quy luật tự nhiên, mà họ đi cấy lúa. Hiểu chưa? Đó là không phù hợp vào quy định nhân duyên, mà họ đi làm ngược lại nhân duyên, mà họ cấy ra con là sẽ có con nên mới có con. Còn cái này họ cho rằng họ đi làm cái gì đó có con là nhờ cái đó, là họ không hiểu về định luật nhân quả. Còn nếu như số mệnh họ mà không có con, dù họ có đi luyện mìn cũng không có con thì nó chỉ cấy. Chứ vì biết đó, nhớ nghe, số mệnh nó đã không có con thì dù có cấy tinh trùng cỡ nào cũng không có con. Số mệnh nó có con nhưng do hiếm muộn mới có. Nhưng bây giờ gấp gáp mà làm những điều đi ngược quy luật tự nhiên mà có con, là con này là con gì? Một là chết yểu, hai là con vô dụng. Hạt giống này là hạt giống gì? Hạt giống này là hạt giống thừa của xã hội. Hiểu chưa? Các vị nghe đi đó. Nên những người nhà giàu mà tại sao không có con, không có cháu? Giàu mà thiếu đức, không có con cháu. Nhớ đó, từ ngay cái chỗ tâm của người làm vợ làm chồng đó, tâm không thiện. Quý vị nghe cái câu chưa? Cây độc không cháy, gái độc không con. Nếu như thật sự là muốn có con mà nó lại không có con, đây là không thiện. Còn nếu như quý vị tự nhiên quý vị có con hay không có con mặc kệ, quý vị vẫn sống tốt đẹp bình thường, thì không dùng vào cái chỗ là cây độc không cháy, gái độc không con. Rõ ràng không? Còn thí dụ như mình đi tu, mình biết tu rồi mà không có con, mình nói không có con là không có nợ, vậy thì không có độc. Nhưng cái này là muốn có con mà nó lại không có con là độc, đúng chưa? Quý vị nghe như vậy rồi thì nó cân bằng rồi còn gì. Còn có nhiều bà cũng thiện quá mà bây giờ không có con, nói bà độc, bà nói con độc đâu mà độc. Hiểu không? Người ta phân tách rất rõ ràng, cân bằng luôn cho quý vị nghe đó. Đó, nên nhớ đó. Như vậy thì muốn thay đổi cái số mệnh cuộc đời được không? 100% được. Phật Pháp có thể thay đổi được cuộc đời của người ta rõ ràng luôn. Mà thay đổi được cuộc đời ngay cái chỗ nhân cách đạo đức. Nghe không? Nhân cách đạo đức. Niệm niệm gì người, ăn chay niệm Phật, đừng tổn hại nhân sinh. Tức khắc số mệnh cuộc đời thay đổi liền. Thay đổi liền. Đó nên quý vị về đây, quý vị nghe như vậy nè. Quý vị chăng thật bỏ cái thời gian 3 năm đi. Chăng thật bỏ cái thời gian 3 năm đi rồi quý vị làm đi, rồi quý vị sẽ có kết quả liền. Bây giờ những đức bắt tay vào cái việc làm là cái cân bằng của những đức khi mà gặp Phật Pháp nè. Chưa được phương pháp rõ như bây giờ những đức chỉ quý vị, mà những đức làm có kết quả nè. Những đức khi đi vào trong chùa, là trước khi chưa vô chùa là những đức là một thanh niên ngoài đời rất là hư. Tất cả những gì những đức nghĩ toàn là thủ đoạn và ác hết. Toàn là ác hết. Khi những đức đi tu là những đức gọi là không phải phát tâm đi tu, là vì cái tâm nguyện giải thoát, không có chuyện này nghe. Này là nó rõ cho biết đó. Những đức đi tu không phải vì giải thoát đâu nghe. Nhưng mà là gì? Bất đắc chí làm ăn không được. Nó rõ ra đi. Không có thành đạt một cái gì. So sánh với cái cuộc đời thì thật sự mà nói mình không ra gì cả. Nếu cứ cái đà này thì thật sự mà nói uổng cuộc đời quá. Thôi ẵn mình phước cho rồi. Thấy rồi thua. Thành phố là mình không có cửa rồi. Thôi chịu thua. Vô chùa phước cho rồi mày ơi. Đó, đó là cái tâm đi tu đó. Chứ không phải như Đức Thích Ca Mâu Ni đâu. Thì vị biết rằng là đi vô chùa, từ là một thanh niên ngoài đời hung dữ, bạo ngược, khó ai ăn hiếp được. Nhưng khi những đức đi vô trong chùa, mày có đè đầu cỡ cổ tao cũng được, vì tao bắt đắc chí. Tao không còn nghĩ gì nữa chứ, tao không có thành công được cái gì nữa. Mày muốn làm thì tao làm đi. Ngày xưa tao khoáng đấu lắm mà không được cái gì. Bây giờ vô đây, bây giờ gặp những người đi tu với nhau. Mày muốn làm gì, mày làm một chữ, chữ kệ mồ mày. Không quan tâm tới nữa, kệ đi. Cứ làm việc đi, rồi ngày chỉ cần cho tôi 3 buổi cơm ăn. Đồ cũ cho tôi một bộ được rồi, không cần gì nữa chứ, không nghĩ gì nữa chứ. Không có tiền bạc một cách nào trong túi luôn. Ngày xưa không có tiền là bệnh liền. Còn bây giờ là không cần cái gì nữa chứ, thôi nghĩ đi, dẹp,
Trong chùa là không có cái gì nghĩ cái chuyện đó đâu. Đi tu có những đức là nghĩ như vậy mà vô chùa, rồi cuối cùng cứ tha thiết chân thật ở trong chùa. Nhưng vô chùa nghe pháp từ từ, thấy người già bệnh đau, người già chết trước mặt mình, rồi mới nhìn ra được ô cuộc đời con người đâu phải bình thường như mình nghĩ. Trong chùa cũng không đơn giản như mình nghĩ. Rồi tự nhiên nó phát triển tâm lượng phải làm cái gì đó trong cuộc đời. Không thể nào mang cái tâm bất đắc chí nào mà đi tu được. Cuối cùng phát triển tâm lượng làm việc lại, rồi xong nuôi các cụ già, rồi hướng dẫn Phật pháp, rồi niệm Phật, rồi nuôi chúng, rồi lo cho vị chủ trì người ta đi giảng pháp. Chân thật làm luôn, làm cực lực, làm ngày làm đêm, rồi bắt đầu là nhìn nhận tịnh độ, rồi tu tịnh độ, thay đổi cuộc đời trong vòng 2-3 năm là tự nhiên những đức thay đổi cuộc đời luôn. Đó. Rõ ràng tại sao quý vị tu không thay đổi? Vì quý vị chưa phải thật sự cố gắng làm. Nhớ đó. Nếu như quý vị thật sự cố gắng làm trong vòng 4 năm chắc chắn quý vị có kết quả liền. Chắc chắn có kết quả luôn. Bây giờ chúng ta bố thí cúng dường mà còn tính toán so đo kìa. Vậy thì làm sao cảm ứng? Nói quý vị coi bây giờ những đức nói quý vị nghe. Thí dụ như bây giờ quý vị cúng dường được cho một người tu, quý vị đừng có xem cái người tu đó là thật hay giả, mà quý vị hãy nghĩ rằng cái người tu này đều có tự tánh làm Phật, thì quý vị cứ cúng dường đi. Tự khắc một ngày nào nhân duyên thiện duyên nó dỗ dậy à. Phải nhớ, quý vị chỉ cần có một cái tâm đến với một con người như vậy thôi, thì tức khắc phước báo bị lớn dữ lắm. Phước báo rất là lớn. Thật sự mà nói trong cái cuộc đời này, nếu như ai cũng là người mà không cần tiền, vậy thì chúng ta không có cơ hội cúng dường đâu quý vị. Chúng ta muốn cúng dường, muốn giúp người thì phải có người dùng thì chúng ta mới giúp được, đúng không? Như vậy thì bây giờ có người dùng thì chúng ta cúng. Chân thật mà làm, đừng có nhìn họ là cái gì. Chúng ta chỉ biết đó là một con người có thể làm Phật thì chúng ta giúp. Như vậy thì công đức phước duyên quý vị cực kỳ lớn luôn. Còn nếu như gặp được cái cơ hội mà tuyệt vời tu phước tu duyên, như có dịp đi về chùa như vậy, đây là cơ hội tu phước tu duyên. Những đức thường nói câu, sanh không mang đến, chết không mang đi. Chúng ta phải làm cái gì đó trong cuộc đời thì thật sự có kết quả. Thật sự làm cái gì đó trong cuộc đời, nhất là Phật pháp này. Nên những đức nói với tất cả những vị trưởng đoàn phải chân thật phát tâm. Vì chúng ta chung tay nhau để làm cái việc ý nghĩa trong cuộc đời này. Tuổi những đức với một số vị trưởng đoàn là ngang ngang nhau không à. Khi mình làm đến mà 70-80 tuổi thì tức khắc mình lúc đó chết cũng được rồi. Tại vì sao tuổi ngang ngang với nhau, đồng sức đồng tâm mà cùng làm, để mà cùng hướng dẫn người ta tu, dẫn dắt người ta tu, nhiệt tình dẫn dắt người ta tu. Bây giờ chúng ta có chùa chiền hòa thượng xây, có cơ ngơ và có được cái đức hòa thượng mình nương, nên mình dẫn dắt người ta tu đông y như vậy mà không ai kêu, không ai réo, không ai hỏi đến mình. Còn người ta 10-20 người lắp lên một đạo tràng là có người đến hỏi thăm sức khỏe. Còn mình ngồi yên như vậy, đông đúc như vậy, xe đến ào ào, không ai hỏi tới. Đây là nhân duyên lúc thuận tiện, nhiệt tình làm đi. Quá thật đặc biệt rồi còn gì. Đó. Những đức thấy rằng cuộc đời những đức đi tu 5 năm chờ cho những đức nhìn. Ngày xưa những đức ở trên Đà Lạt có thể biết rằng vị thầy này rất là có tiếng tâm, rất là có nhân duyên chúng sanh. Nhưng đổi ngược lại thầy khó khăn gì xây chùa. Và khi thầy tổ chức lễ lọc thầy khó khăn lắm, thầy vất vả lắm. Rồi thêm chùa chiền của thầy là người ta có đến hỏi thăm sức khỏe hoài. Chính bản thân những đức ở trong chùa nè, sáng thì công an lên, chiều thì công an lên. Cứ là lạng cũng như mình là tội phạm vậy đó. Đi tu mà như tội phạm vậy đó. Đây nè, gặp rõ ràng luôn. Và 9 năm ở đây những đức nói rằng đúng là rõ ràng cho những đức đi tu, cuộc đời đi tu cho những đức nhìn. 5 năm trên Đà Lạt nhìn rõ ràng, 9 năm xuống đây nhìn rõ ràng. Đúng là rõ ràng quý vị ơi. Phật pháp phải được người ta hộ trì mới được. Mà nhất là ai hộ trì? Nhà nước hộ trì. Nếu họ không chấp nhận quý vị, khó lắm. Quý vị lập vị mà làm cho người ta không thích quý vị là quý vị khó lắm. Nên mấy điểm mà tuyệt đối những đức không có bao giờ mà muốn dính vào. Một là những đức không muốn đi nước ngoài. Hai là những đức không tìm một vị pháp sư nào ở nước ngoài hết. Ba là những đức không muốn dính dáng tiền bạc gì ở phương xa hết. Tại vì sao? Những đức muốn nuôi các cụ già thôi. Còn ai hộ trì, ai giúp đỡ đó là nhân viên tự người ta phát. Còn những đức không đi nước ngoài gì hết, ít ai để ý tới những đức. Bây giờ dù có tiếng tâm ầm ầm đi chăng nữa cũng là ở trong nước mình. Im ở một nơi, những đức đâu có đi kéo ai đâu. Quý vị tự về mà.
Phải chi mà những đứa đi đầu này đầu kia, lỡ chùa người ta là kéo được nhóm, lỡ chùa người ta kéo nhóm là có chuyện xảy ra đụng chạm. Nhưng bây giờ những đứa có đi đâu đâu, quý thầy muốn nói những đứa khó vậy lắm. Người ta đều ngồi xuống ta nói thôi, mày nói nó cũng không được đó mày ơi. Phải chi mày ở nơi đi, mày làm như nó đi. Tao thấy nó gì quanh năm sao thằng này nó đi đâu kỳ cục ghê. Từ xưa giờ tao thấy nó, tất cả những buổi giảng là chùa của hòa thượng, chùa thầy nó ở nó giảng. Rồi Phật tử chùa mình tự nhiên kéo lỡ đó không biết làm sao mà kỳ cục. Phật tử chùa mình rõ ràng nhiều chục năm, nhiều Phật tử thuần thành, mà sao tự nhiên kéo lại nghe nó. Mà tao thấy nó giảng cũng đâu có gì quan trọng quá đâu, nó giảng gì đâu mà có khi tao nghe tao thấy kỳ cục cũng chết. Nó nói gì lạ thế ghê, phiền não coi như trái địch cho tao thấy. Cái thằng nó giảng lạ thế ghê, sao miệng mồm nào mà nói được hay. Bởi vì cái thằng nó thiếu học, bởi vì cái miệng nó nói tầm bậy tầm bạ nói thí. Còn mình là văn trí thức mà mày kêu tao nói cũng nói không được như này đâu. Cũng vì quý vị cho quý vị là trí thức nên người ta không tiếp nhận quý vị đó. Cũng vì quý vị cho quý vị là đỉnh cao nên người ta không tiếp nhận quý vị đó. Phải chi quý vị hạ sát dáng đi thì người ta sẽ nâng quý vị lên. Phải không? Người ta đang cần cái đó đó. Người ta đang cần đem những cái sự phiền não buồn giận đó đó xem như cái thứ mà hoại bỏ. Mà quý vị cứ dùng trí thức quý vị để mà nâng cái mà buồn giận kia lên thì cuối cùng người ta đâu có được sự an lạc. Bây giờ nhiều người nghe những đức dùng cái văn tự này buồn giận hà hận thù như chế địch. Cái câu này nên ghi vào sách để là về sau lưu truyền cho hậu thế đi nghe. Nó nên từ nơi đó để cho tất cả những người buồn giận hận trách đó loại bỏ đi. Quý vị mà đi đến đây mà chỉ cần dùng được một câu này để áp dụng thôi thì cuộc đời bị về phơ phớ. Về màn chồng nói này nói kia quýnh đập te tôi, quý vị nói ôi buồn giận hận trách là thế địch đó mà. Xong bắt đầu là về nhà bắt đầu là gặp mà mấy người mà nói tiếng mà người Bắc chút thiếu nữa đó. Ôi trời ơi bà hiểu rồi, buồn giận hận trách là trái điệp đó mà. Thấy chưa, tự nhiên bắt đầu nó xả liền, không nói dòng do chứ nó xả liền. Quý vị thấy không, quý vị nghe đi, một câu chưa thấm, nói nhiều câu chứ quý vị nghe để thấm nữa. Nó về ai cũng là người phơ phớ hết trơn á, mặt ai cũng tươi rói hết trơn á, đúng không? Bây giờ những đức nói vị nghe, cái hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là mặt tươi rói. Ngày mai hết gạo là chuyện của ngày mai. Bây giờ chúng ta nói thật, ngày mai mới hết gạo, chứ mà chưa phải bữa nay hết gạo. Vì ngày hôm nay chúng ta vẫn còn cơ hội để ngày mai có gạo. Bây giờ chúng ta lại đặt vấn đề của ngày hôm nay để chúng ta chết chắc là ngày mai không có gạo hả? Đúng không? Bây giờ sáng nay ăn gạo cho tới chiều, ngày mai mới hết gạo. Có nghĩa là ngày nay chúng ta còn thời gian để có gạo. Quý vị đừng bao giờ đi vào tiêu cực là chắc chắn ngày mai là không có gạo. Nếu như quý vị như vậy thì quý vị chịu chết là không có gạo. Nên ngày nay có thể làm những việc gì đó đặc biệt vui vẻ hoan hỷ. Biết đâu xuất hiện một người hỏi, ủa chùa sắp hết gạo rồi. Ủa sao biết hay trời. Chưa hết. Ủa sao nghe nói ngày mai hết. Vậy ngày mai con cúng. Mai cúng. Bữa nay còn gạo mai cúng. Thấy chưa? Tại vì sao? Vì sự niềm nở vui vẻ của mình mà thu hút nhiều người đến với mình nên mình có cơ hội nhiều. Còn nếu như cái mặt u sầu buồn bã thì người ta vừa gặp mình ta tránh liền. Quý vị coi, thí dụ như bây giờ người ta đến gặp mình, người ta muốn gặp mình đó, người ta vừa đến nhà mình, đúng ra người ta muốn làm ăn với mình, ta muốn bàn công việc làm ăn, mà ta vừa đến gặp cái mặt mình. Người ta vừa bước vô nhà, người ta vừa bước vô nhà.
Thì tức khắc người ta nói thôi đi về, thầy cháu nó làm thấy ghê quá. Vì đâu mà tôi vừa vô nhà nó mà chẳng nó có cọng tóc nào mà nó làm kỳ cục quá. Còn mặt mày thì ngồi mà là cơ hội bỏ đi liền, cơ hội bỏ đi liền. Còn cái này người ta vừa đến gặp mình gặp, chào anh khỏe không, vô uống miếng nước, vô uống nước, ngồi chơi một chút, ngồi chơi một chút. Lâu ngày anh em mới gặp nha. Em khoan ly trà đem ra. Không, trời mời trà nói chuyện này kia đồ, niềm nở vui vẻ nói chuyện một chút, tự nhiên người ta thấy hiểu biết ra mình đang cần cái gì đó thì giúp. Thấy chưa? Cơ hội đến liền. Còn bước đến mà gặp mình cái mặt buồn xo, chán nản rồi là người ta đi mất tiêu rồi. Nên gương mặt tươi vui là một phương pháp để thay đổi số mệnh, và gương mặt tươi vui là một cách để mà làm ăn phát đạt. Đúng không? Bây giờ những đứa nói quý vị bán một cái sạp rau nhỏ xíu thôi. Cô gái bán rau. Cô gái. Cô gái bán rau nhút. Mấy anh ơi, mấy chị ơi, mua rau nhút giùm em đi. Đúng không? Vui vẻ. Không ai mua à, chào anh chị đi chợ hả? Đi chợ ai chỉ đầu Phật mới đi chợ ha. Vui vẻ vậy nghe. Thì tức khắc cái tiệm rau nhút này bán đắt. Bán rau muống, bán đắt rau muống. Bán cải, bán đắt cải. Vì sao? Từ cái gương mặt tươi vui. Có đoạn này sao cả lâm kỹ. Thí dụ như vị bán hột é. Thấy không? Mình gặp người ta nói anh chị ơi, uống hột é đi. Trời ơi, thời tiết nóng nảy uống hột é cho nó mát nghe. Vô đây uống ly, tặng ly, tính tiền 2 ly. Mình nói vui 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 vậy mà người ta phái mình. Cái tự nhiên có những người ta nói trời ơi sao mà gặp chị một cái là tự nhiên em quên hết nỗi buồn. Thấy chưa? Gặp chị cái là quên hết nỗi buồn. Vậy thì duyên dậy đến. Thấy chưa? Làm ăn phát đạt. Giống như giờ quý vị gặp như Đức là bị vui, bị mới về đây. Còn nếu như lần nào gặp cũng mà vừa gặp một cái là mấy cô à, lúc này thầy đang khổ dữ lắm. Chùa chiền gần Tết mà gạo nó thiếu đừng lắm. Mấy cụ thì bệnh đau không có thuốc cho uống. Chùa chiền nó xây dựng khổ vô cùng khổ. Sao mà niệm niệm gì chúng sao? Sao Phật không để ý tới chúng nào? Đúng không? Thì vừa than thở mà vừa trách Phật nữa chứ. Phật tử nói chậu là chậu, tôi cũng gần Tết tới khổ dữ lắm. Con vô đây là con muốn nghe cái gì từ thầy để mà con giải quyết vấn đề khổ đau. Mà con chưa được cái gì hết mà con thấy thầy con khổ còn cha con. Thôi được rồi, thôi thầy, thầy xin cúng dường thầy 5,000. Thầy nghèo hơn con đó, thôi con bố thí cho thầy 5,000. Con chào thầy, có dịp nào đến chùa thầy. Có dịp nào con đến. Vừa phước mặt ngang đó, đố mà tôi đến. Vừa đến gặp ông mà thấy thê thảm, đến đây làm gì cho nó mệt. Đúng không? Ai đến? Nhưng bây giờ người ta đến người ta thấy vui vô cùng. Gạo đồ đầy đủ nấu cho người ta ăn. Rồi cái gì ăn thì đem con ăn được đem ra cho người ta ăn. Rồi nói chuyện Phật Pháp cho người ta vui. Rồi người ta thấy bình yên, người ta thấy hạnh phúc. Tự nhiên người ta đến một lần, mai mốt ta còn đến nữa. Con vừa đến chùa một cái là con đi với thầy. Đi đâu thầy? Đi ra đây thầy chỉ. Thầy, nè con thầy sẽ dự định cái mảnh đất này nè. Thầy sẽ xây một pho tượng 3 thước con à. Tượng Bồ Tát Quán Âm 3 thước. Nhưng thầy vừa mới làm được cái nền thôi. Cái nền thôi con. Còn pho tượng thì chưa có. Đúng không? Thì các con coi phụ trợ với thầy để mà xây pho tượng Phật. Chẳng là chạy vừa vô chùa tự nhiên dẫn ta đi chỉ công trình. Chỉ mấy cái vụ này không là ta chạy mắt dép rồi. Hiểu không? Thí dụ như ngôi chùa có người giảng pháp đi, có người dẫn đi coi công trình thì được. Tại vì có người giảng pháp rồi.
thì mới có người dẫn đi coi công trình, đi làm việc cái chúng sanh thì được. Nhưng mà ngôi chùa không ai giảng pháp mà toàn là dẫn đi coi công trình để chỉ, để mà kêu gọi không. Vậy thì người ta trốn là đúng rồi, đúng chưa? Phải nhớ nghe. Nên từ nơi đó mà tất cả quý thầy mà đủ duyên nghe công đoạn này nên bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Tại sao chùa mình không ai đến? Là tại cái lý do là mình không cho người ta cái gì đặc biệt. Rồi bắt đầu là Tết nhất thì sao? Quý vị coi, Tết nhất thì mình phải làm sao dưỡng cái tâm cái người tu trong chùa mà cho nó đẹp, cho nó đặc biệt. Để mà Tết nhất cái người ta đi đến chùa mình, ta thấy chùa mình ai cũng là người vui, hiểu chưa? Còn thí dụ như bây giờ dịp Tết nhất bắt đầu là mình lôi cái người trong chùa ra đi làm việc, nào là làm củ cải, hay là quý vị đi làm cái gì tùm lum. Người trong chùa nó cực quá. Mà đem cho cái đó thì ngoài đời người ta mua thoải mái cái gì đâu, hiểu chưa? Cái quan trọng là ta đi đến chùa người ta nghe được pháp mới là quan trọng, chứ không phải là đồ ăn đồ uống quan trọng đâu. Bây giờ đi về đây vì ăn đơn giản thì cũng về đây, nói vì sao? Bị nghe pháp nè, cái này là cái quan trọng nè. Thì những đức cái quan trọng là dưỡng cái tâm cái người tu trong chùa, dưỡng cái tâm người tu trong chùa, để cho quý vị đi đến đây quý vị thấy cái người trong chùa này vui, quý vị thích, vậy là cái pháp này nó hay. Rồi người ta mới đến đây, nên người ta ào ào người ta đến là như vậy. Nói quý vị coi, cái nguyên lý là như vậy. Bây giờ những đức chưa từng qua cái trường lớp nào về cái việc coi chùa chiền hết, mà tại sao những đức biết cái chỗ này? Cái chỗ này là si mình mà ra thôi. Đa phần con người ta cứ đều là cái gì quý vị biết không? Đều là muốn mình được lợi ích. Cái này là cái tầm bậy nè. Quý vị muốn quý vị được lợi ích đúng không? Ai cũng muốn đúng không? Nhưng quý vị phải cho người ta lợi ích trước, rồi lợi ích sẽ đến với quý vị ào ào liền. Thí dụ như quý vị bán đồ đúng không? Đầu tiên quý vị phải khuyến mãi, kết duyên, rồi về sau nó mới thu nhập lâu dài, hiểu chưa? Nó ví dụ như bây giờ quý vị mở cái tiệm bánh xèo thì quý vị phiến mãi cho 3 ngày ăn bánh xèo không trả tiền, hiểu không? Mở quán cơm chay 3 ngày không lấy tiền để làm chi, phải không? 3 ngày đã bỏ một số tiền ra cho người ta ăn không, đó là tu phước duyên. Khi 3 ngày đó đó người ta biết cái quán của mình, mà thêm nữa làm đồ ngon nữa, bà chủ quán, ông chủ quán lại vui nữa. Khi mà người ta lỡ ăn cơm chay thiệt là đông trong 3 ngày thì mình kiếm cái lo cốc, mình mới giới thiệu cái chuyện chương trình ăn chay của cái nơi bán của mình về sao. Nói vài câu ăn tình, mời quý vị rủ các huynh đệ tỷ muội biết ăn chay lại đây, đúng không? Nhờ những người đó để dẫn dắt người đi đến cái tiệm quán mình ăn chay. Rồi mình mới làm đồ chay cho nó đặc biệt, cho ngon. Rồi tức khắc cái quán chay bị phát triển luôn vậy đó. Vì có số lượng người ta biết liền, mau, hiểu không? Nên phải bỏ con tép mới bắt con cua. Văn chương ngộ lắm. Hiểu không? Phải bỏ con tép thì bắt con cua. Con tép với con cua con nào bự thì bắt được con bự rồi thôi. Thì rồi tôm đồ gì mới không mệt quá. Nghe không? Cua bự, bỏ con tép nhỏ bắt cua bự, nghe chưa? Nên từ nơi đó trong Phật pháp nó vẫn là một nguyên lý của nhân sinh, không có khác đâu. Thật sự mà nói, nếu nói về tính toán thì là tính toán à. Ví dụ như quý vị càng bố thí chừng nào thì nó càng nhiều chừng nấy thôi. Nhưng mà quý vị muốn nhiều thì phải bố thí. Mà quý vị muốn bố thí mà nó đạt tới cái trình độ mà thành công đức luôn á, thì bố thí không cần có nhiều luôn. Mà nó có nhiều không? Sao không có nhiều được? Nhân quả tương đồng mà sao không có? Hiểu chưa? Phật đã nói là càng bố thí thì càng nhiều, mà sao mà không có được? Nên cái bắt nguồn của những đức phát triển được chính bản thân mình là từ bố thí mà ra. Tài thí, pháp thí, vô ý thí, tỉ mỉ từng chút hướng dẫn cho người ta, từng chút, từng chút, từng chút. Cũng là gì? Cũng sức voi hột chứ giỡn đâu. Cũng sức voi hột. Thêm cái nữa cũng là đầu óc phải cân bằng chứ không đơn giản, hiểu không? Nên từ nơi đó thì người ta mới quý mến, thì nó mới phát triển được gì. Nó đâu có đơn giản đâu ha. Nên có những người mà đi về chùa mình á, những thanh niên đồ á, có một chàng trai có vợ, có một đứa con,
Bữa đó dẫn vợ vô gặp Nhân Đức. Anh này muốn đi tu, cũng đẹp trai lắm, cao ráo, nhìn anh thật là cao ráo. Thì sao? Muốn đi tu. Thì Nhân Đức hỏi là nói chuyện với vợ đàng hoàng chưa? Nó nói rồi, vợ chấp nhận hết. Rồi sắp xếp đâu rồi đó hết chưa? Sắp xếp hết, xong hết rồi. Giờ quyết định đi tu. Nhân Đức nói bây giờ đi tu là phải tu cho được nha. Chứ đừng có nói mà trong chùa ngon nghe, nó có nhiều cái trở ngại lắm á. Tính kỹ chưa? Tính rồi cỡ nào cũng tu. Dù là gọi là qua sông qua biển, lội núi chèo non, con cũng tu. Ghê quá. Đúng là giữ tâm như thở ban đầu, một đời dư thành Phật, đúng không? Rồi thì bắt đầu là gì? Tính toán kỹ hết chân, quyết định vô tu. Hỏi gì sao anh quyết định đi tu? Nói gì? Anh con nghĩ rằng con có gia đình, trong khoảng thời gian có con đồ, tới giờ con không là thấy làm gì đặc biệt trong cuộc đời, nên con bàn với vợ con về hai chồng mình đi tu luôn. Vợ con thì chưa đủ duyên đi, nhưng mà nó cho con đi, nó cho con đi, nó vui vẻ nuôi con, nó cho con đi. Người vợ này cũng đặc biệt, nhưng mà đặc biệt thời gian mà nó nuôi con mà nó khổ quá, nó vô nó lôi đầu ra. Phải ký giấy hợp đồng đàng hoàng chứ đừng có nói chuyện dẫn vợ. Người đàn bà thì giúp lúc mưa lúc nắng thất thường, lúc thì nó nghe nó làm gì, nhưng mà lúc mai mốt nó khổ quá nó kêu gì, nó vô nó nói này nói kia đó. Thì mất công mệt, mình phải nói cho nó rõ ràng từ cái ban đầu. Cái tâm pháp này nó dữ lắm, giờ đâu nghĩ rằng phải làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Qua những buổi giảng như Đức nó có sự thu hút lôi kéo á, nó tự nhiên nó phát tâm mạnh mẽ đó. Đó là thấy không, có vợ có chồng mà muốn đi tu khó đấy chứ, nó có sự ràng buộc quý vị. Nên mấy cái người mà thí dụ như lỡ vợ chồng mà đến với nhau mà nó hết duyên xa nhau, thì lúc đó đó, nhà mình gặp được duyên này mình đi tu là ngon. Biết hết rồi, nếm mùi khổ đau hết rồi, thì lúc đó vô tu ngon dữ lắm. Rất là ngon nha. Với mấy cái bà mà kiểu mà có chồng mà bị chồng bỏ mà tiễn bề, đi tu ngon. Vô đây cắt mái tóc thề. Có cô kìa, cô vô có tu cũng cắt cái tóc. Mái tóc, nói mái tóc này ngày xưa chồng con vuốt ve hoài, mà con khổ bao nhiêu năm nay. Con vô đây con tu, con quyết định con cắt. Con xin thầy cho con cạo chân mày nó thôi bà mà. Con cắt tóc được, con cạo chân mày nó nhìn giống vị hộm lắm. Giống người ngoài hành tinh. Nên làm gì mình thấy ghê quá, cắt tóc là được rồi. Cứ vậy mà tu đi, hiểu không? Đó, nên bây giờ ở ngôi chùa mình mà xuất hiện những điểm chùa của mình đó, là những điểm mà cơ hội cho những bà chồng bỏ chồng chê. Mà bây giờ chồng bỏ chồng chê nhiều lắm. Nhiều lắm chứ không ít. Mà vợ bỏ vợ chê cũng nhiều nữa. Đã là có chồng bỏ chồng chê thì có vợ bỏ vợ chê à, đúng không? Mà đây là cái điểm cơ hội nè. Cái cơ hội để từ nửa cuộc đời trở về sau làm việc ý nghĩa. Bây giờ chúng ta ở ngoài đời muốn nuôi một người cũng khó, nhưng mà vô đây nó thành một tổ chức để nuôi 400-500 người, 500-600 người. Các vị thấy là phải việc lớn không? Chúng ta ngoài đời cho tiền được một người mù, mà vô đây chúng ta tặng tiền cho mấy ngàn người mù. Vì thấy tổ chức ghê chưa? Cái tổ chức là nó kinh khủng lắm. Nên tu phước tu duyên từ ngay tổ chức tu thì phước duyên lớn. Giống như ngày hôm nay quý vị đi đến đây dự 2 ngày lễ Vía Di Đà, quý vị đi đến đây quý vị cộng tác vào cái tổ chức tu này để hồi hướng cầu an cho người thân, cầu siêu người thân. Tuyệt vời, tuyệt vời. Người chân thật ngồi nghe để thông cái tâm, để nhìn cái pháp, để áp dụng cái pháp, để lợi ích cho mình, cho người. Đúng là tuyệt vời quá, hiểu không? Phải nghe vậy nè thì tôi thấy hừng hực cái tâm. Nội mà cái việc buồn dặn hẳn trách như giấy địch tôi là ngon rồi. Đi chiến này mà dùng câu này thôi ghi vào vạt áo để quên. Nhắc mình hoài mai mốt buồn dặn hẳn ai nữa. Nội mà cái việc này làm được ta là phước duyên tích tụ liền, không nói gì. Cái phước duyên tan biến là ngay cái chỗ cái tâm hẳn trách người ta đó, chứ không có giỡn đâu trời. Quý vị coi bây giờ chồng đi sớm về muộn mà ghen tuông tức tối thôi là thấy khổ rồi, thấy chưa? Nó đi nó mệt muốn chết, nó mà còn ở nhà còn than, nó còn to, còn lo, nó không chịu nằm nghỉ niệm Phật.
Mấy bà mà biết niệm Phật, nó đi đâu nó đi kệ nó, mấy bà ở nhà mấy bà lo niệm Phật đi. Mà đem thỉnh một pho tượng, một bộ tượng tam thánh gì bà làm bằng thờ ở nhà. Mỗi ngày chồng đi đâu đi thì mấy bà, mỗi ngày mấy bà ngồi ở nhà mấy bà lo con cái xong chân, lau nhà lau cửa sạch sẽ chân, xong đóng cửa nhà lại niệm Phật. Xong chồng đi về kêu cửa sùm. Bà sao mà tối ngày bằng ngày bà cũng đóng cửa nhà lại. Anh không biết gì hết. Chồng đi sớm về muộn. Em không đóng cửa, không lẽ mở cửa tìm trai sao? Hiểu không? Chồng nghe cái, vợ nói đúng. Nói đúng, hiểu không? Chồng đi sớm về muộn, không lẽ em mở cửa tìm trai sao? Nhà đâu có làm ăn buôn bán gì đâu mà không đóng cửa lại. Đó, ngồi trong nhà niệm Phật. Niệm Phật xong mỏi mệt nằm nghỉ. Nếu phòng có máy lạnh nó bấm lên cho mát mẻ chết. Trời ơi sướng muốn chết. Cái kiểu này sướng mà muốn chết luôn. Quý vị nghĩ đi, cái kiểu này á, là quý vị càng ở nhà nó càng đẹp. Còn cái người ở nhà mà tại sao nhìn mình nó đờ đẳng, là do quý vị không có cái pháp tu. Chồng nó đi làm, quý vị ở nhà rảnh mà quý vị đi lang thang, nó vũ ngón tay, đi làm tóc, đi trang điểm, rồi đem phấn son ra trang điểm khơi khơi chơi để tiêu khiển thời gian. Không có việc làm, không biết dùng cái cách để mà trang điểm làm đẹp mà gọi là không có tạo nghiệp, mà đi làm đẹp mà tạo nghiệp. Quý vị nghĩ đi, cái này là cái quan trọng quý vị nhìn nhận nè. Khi hiểu được cái nguyên lý nó rồi thì quý vị tu phước tu duyên đặc biệt vô cùng luôn. Không, nhiều người phụ nữ mà nghe như Đức nói rồi, quý vị sẽ có phương pháp ở nhà nè. Khi chồng đi làm, quý vị không đi làm ở nhà coi con đó, nhất là con còn nhỏ nhỏ, trời khỏe ré ở nhà luôn. Cứ là lau nhà dọn dẹp, để con lên cái nồi, cái đưa tới đưa lui, để cái máy này vặt ngay cái lỗ tai, bắt lớn lên. Rồi xong mày niệm đi, mày nghe đi. Để lên cái nồi mày la gì mày la, cái cha mày đi rồi. Tao làm việc, làm việc lau nhà lau cửa xong như vậy đó mà những đức niệm chúng nó ngủ. Quý vị đừng có cho con quý vị nghe nhạc ngủ, nghe nghe nhạc ngủ nó quen á. Con nít mà quý vị cho nó nghe nhạc rap á, nó chưa biết đi mà nó biết giật. Thì biết rằng á, nhạc rap á, nó làm con người ta rút răng á, nên cái con người mà bị tai biến đồ này kia là do đi giật phong quá mà tai biến. Còn nếu như quý vị mà niệm Phật hoài là nó không có bị tai biến đâu. Nên con nít vì cho nó niệm Phật nó ngủ, sau này nó đặc biệt trong giấc ngủ dữ lắm. Mà cũng không có tà ma gì đến nó quấy rối con nít. Không có khóc la ôm sùm tầm bậy. Còn quý vị bắt nhạc cho nó đi ngủ, nó thành quen cái loại nhạc để mà nó ngủ. Nó vẫn không bằng là bắt niệm Phật. Nên con nít là bắt niệm Phật cho ngủ là quen liền. Sau này thiện căn bé đó dày. Hiểu không? Thiện căn rất là dày. Ôi ơi, những đức nói với cái bà mà chăm con ở nhà mà chồng đi làm, những đức nói với bà mà biết phương pháp là khỏe re, ngon lành luôn. Rồi xong mấy bà bật lên cái buổi chủ nhật, cái bà ngồi bà cười chơi, đúng không? Ngày chủ nhật á, là trước nhất là tiêu khiển gần 2 tiếng đồng hồ, nghe pháp niệm Phật là tiêu khiển hay nhất luôn. Xong bắt đầu như thế nào, ngồi niệm Phật, nhìn Phật, ba pho tượng Di Đà Quan Âm Thế Chí, nhìn Phật mình cười cười ha, mặt mình từ từ giống Phật đẹp lên, thấy không? Bắt đầu là mình cứ làm cái phương pháp đúng vậy. Rồi ở nhà rồi mệt quá thôi nằm ngang ngủ vậy. Ôi ơi, mấy bà càng ở nhà nó càng đẹp. Thằng chồng nó đi làm gì nó gặp một cái, trời trời trời, sao mà vợ mình giết nó đẹp dữ trời. Tại vì sao? Mấy bà không có muốn tìm hiểu cảnh bên ngoài. Mấy bà thường ở trong nhà niệm Phật không à, thì tự nhiên á, từ làn da nè, từ tướng tá, từ gương mặt, từ tóc tai, cái gì nó cũng sạch chứ. Rồi thí dụ như một con người ăn chay niệm Phật nữa, rồi tâm địa thiện nữa, tức khắc cơ thể nó đỡ hôi hám. Cơ thể nó đã đỡ hôi hám thì đàn ông nó thích. Đàn ông mà ăn chay niệm Phật này kia thì tự nhiên cơ thể cũng đỡ hôi hám. Giống như có cái cô kia, cô nói thầy ơi thầy, con là cái nghiệp duyên gì mà nó sanh ra đời nó hôi nách còn hơn gì nữa thầy. Mà sức thuốc gì nó cũng hôi, nó hôi ác đạn. Những đức nói, những đức còn hôi hơn bà nữa ngày xưa. Ngày xưa hôi còn ác đạn. Mình thì nói chuyện cũng có duyên. Một khi ngồi chung với bạn gái mà bạn gái nó bịt mũi không,
là bà biết cỡ nào rồi đúng không? Mình nói cái câu vậy đi để mình chuyển bả dễ hơn, hiểu chưa? Kệ mình hôn nhiêu kệ mồ mình, hay không mình nói cái nói đại vậy đó. Rồi bắt đầu là bà nói chào thầy cũng hôi dữ lắm à, hôi dữ lắm vậy. Nói nhỏ nhỏ cách nào chỉnh, nó nhỏ chi mệt, nó lớn đại, nó nhỏ người ta nghi ngờ, người ta tưởng mình nói cái gì. Nó lớn đại đi, hôi nách thì nói hôi nách chứ sợ gì. Nó trời ơi trời, con tưởng nó có mình con nói thầy nghe thôi mà, thầy để mai mốt thầy đừng có nói cho ai nghe, kỳ dữ lắm. Nói bà yên tâm đi, tôi nói cho cả sớm nghe chứ không có nói cho ai nghe đâu. Hiểu chưa, cả sớm nghe luôn kia. Thì bắt đầu thì sao, bà mới hỏi, bà mới lần người ta mới hỏi bà cách nào để đỡ hôi. Những đức nói con người mình mà hôi hám á là cũng do túc nghiệp đó bà. Thí dụ như giờ đâu phải là ai nói chuyện mà cái hơi nó cũng hôi đâu, nhưng mà có những người mình ngồi gần người ta nói chuyện cái hơi, người ta nói ra cái hơi nó hôi lắm. Mà cái hơi hôi này không phải là răng hư hay này kia, răng hư nó chỉ một phần rất nhỏ, nhưng mà cái hôi này nó túc nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp. Mà con người này ở trong cái địa ngục bị hành hạ khổ đau mà bị nước đồng sôi chế vào cổ họng á, bây giờ nó được làm người, nó cái túc nghiệp đó, nó trong cái túc căn túc nghiệp á, nó ọc ra nó hôi á, cho bà biết. Chứ đừng có nói chuyện dẫn chết. Vậy thì bây giờ làm sao nó hết hôi? Niệm Phật. Niệm Phật nó hết hôi. Câu vực hài hiệu nó bỏ vào tịnh hóa bên trong. Nên vị biết đó là cái túc nghiệp. Còn dùng kem đánh răng, dùng cái này cách kia, hoặc là nước súc miệng, nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Nó chỉ ảo ảo một chút rồi nó cũng hôi nữa, thì bên trong nó ra mà. Nên bây giờ phải bỏ câu vật hiệu vào bên trong để tịnh hóa bên trong, thì tự nhiên nó đâu còn mùi hôi đó nữa. Và thêm ăn chay, ăn liều lượng đàng hoàng. Tại vì đó là bệnh sinh lý, vì ăn uống nhiều, ăn thịt, ăn cá. Bây giờ đổi ra thành ăn chay, ăn dừa dừa, thì tức khắc bao tử mình nó cũng nhẹ dịu lại, thì nó đỡ ọc mùi hôi đó ra. Có nhiều cái mình phải điều chỉnh lại, thì tức khắc cái hôi miệng mình càng ngày càng giảm đi. Đây là khu phương pháp đó, vậy nè, đúng chưa? Nên có những người mình dùng cách bên ngoài không mà thua đó. Nên cái bà kia nghe, khi những đức chỉ bà xong hết, bà về bà cố gắng bà làm. Bà nói là bây giờ con là chồng con, nó chê con hôi nách. Nên những đức nói cũng cảm ơn, nó chê bà hôi nách chứ bà khỏi có con. Nó gì mà cũng ba đứa thầy, cháu ghê vậy mà cũng làm ba đứa thì ghê thiệt chứ. Thôi mệt quá. Vậy cuối cùng bây giờ bà nghe lời những đức, nghe bà niệm Phật đi, rồi bà ăn chay trường nghe, rồi bắt đầu cái tâm địa bà thiện lại, bà nhẹ nhàng, bà đừng có nóng tính nghe. Bà nóng tính đúng không? Con nóng như lắm, biết sao mà nó nóng tính dữ lắm luôn, rồi thêm ghen chồng dữ lắm thầy ạ. Nhà đức nói đúng rồi, bà càng hôi nách là đúng. Bà ghen ác đạn, cái tâm ghen đó, cái tâm ích kỷ đó, nó làm cho mồ hôi bà hôi. Con người đã nói là mồ hôi thì nhất định là hôi, nhưng nếu như cái tâm địa thiện thì mồ hôi nó đỡ hôi. Khi một con người mà tâm địa mà nóng giận sân si cọc cằn thô lỗ thì mồ hôi mình như mồ hôi nhớt vậy đó. Nó như nhớt vậy đó, nó dơ dữ lắm. Nhưng mà một con người mà mình vui, mình hoan hỷ, mình niệm Phật, mình cầu sanh cực lạc, là một ngày nào mồ hôi mình nó đổ ra như nước lạnh vậy đó. Nó như nước lạnh vậy đó quý vị. Để ý vậy đó. Quý vị biết rằng tại sao mà có nhiều người hỏi Nhân Đức, thầy có thể giảng pháp, có thể lệ Bồ Tát Quán Thế Âm 5 tiếng mà thầy không uống một miếng nước mà không khác hả? Những đức nói nếu như ngày xưa là uống 1 lít 2 lít nước luôn, rồi chạy đi tiểu không cũng khỏi tu. Nhưng bây giờ lạ thay là không dùng một miếng nước, nhưng khi nói chuyện Phật Pháp, lại Quan Âm, niệm Phật, thì nước từ trong miệng nó đổ ra uống hoài không hết. Mà nước nó như nước lạnh, nước trong luôn, không có kẹo miếng nước miếng nào hết. Nuốt liền thấy chưa? Nói cái là ra liền, nuốt liền. Ghê thật chứ. Bắt đầu là sao? Bắt đầu là giảng xong, lại xong Quan Âm, bắt đầu là như thế nào? Cái bụng mình tự nhiên nê, cái bụng nó ngộ thay là nó phải đầy bụng như uống nước lạnh, mà nó giống như nó chán cái bụng mình lại, không có khác. Còn khi mà đi lên lại Quan Âm Bồ Tát á, dù uống nguyên ca nước cũng không mất tiểu luôn. Vì sao? Vì khi cái tế bào của mình, toàn cơ thể của mình nó có sự tịnh hóa. Khi mà lại Phật, lại Bồ Tát, tự nhiên cái chỗ nào cần thiết ra nó ra hết trơn, không cần tiểu nó cũng ra luôn. Ngộ ghê á. Có nghĩa là nó mất tiểu thì tự nhiên nó ra tất cả những lỗ chân lông, nó ra nước hết luôn. Rồi tức khắc cái chỗ mất tiểu nó không tiểu nữa. Ngộ ghê á. Đây là rõ ràng. Nên 5-6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ gì đó cũng khỏi cần đi tiểu cũng được. Những đứa đã từng thí nghiệm là
Từ 6 giờ sáng cho đến 4 giờ sáng như Đức lại Phật, không mắc tiểu miếng nào luôn, không uống miếng nước luôn, không khát luôn. Vì sao uống hoài sao khát? Mà cái nước miếng mà từng cái chân răng mình nó chảy ra đó, từ theo cái tiết từ thịt mình ra, nước này đặc biệt lắm. Nghĩa là uống vào là nó không có phải như uống nước lạnh mà khác. Cái này là những đức kinh nghiệm rõ ràng. Như vậy thì như thế nào con người hôi hám, hôi nách hoặc là hôi miệng? Chúng ta chỉ cần niệm Phật, giữ tâm thiện, ăn chay là tức khắc như sao? Là nó sẽ hết. Nghỉ ho đi con. Thì quý vị biết rằng là nó sẽ hết liền. Đó. Nên quý vị về đây, quý vị nghe rất rõ ràng rồi đó. Cái mỹ phẩm bên ngoài chỉ là phụ trợ thôi. Cho quý vị biết. Thí dụ như một làn da này nó đẹp, quý vị mà đánh kem nhiều là làn da quý vị sẽ xấu liền. Vì kem phấn nó có chất hóa học để ăn da của quý vị. Và khi quý vị nuôi cái làn da quý vị bằng kem phấn nhiều quá thì nó ăn quen vì kem phấn. Nếu như một ngày quý vị không đánh là tức khắc da sẽ đói. Những người mà đánh kem phấn nhiều, quý vị để ý đi, một ngày không đánh kem phấn thì da đói. Mà da khi đói là sằng sừ lên liền. Sằng sừ. Như y gan ngày xưa xích thịt cao, sằng sừ mặt lắm. Thấy không? Là do vì làn da nó đói vì kem phấn. Còn một làn da mà không dùng kem phấn, nếu như bây giờ quý vị dùng quen mà giờ nghe như đức quý vị đổi lại, quý vị chịu khổ một thời gian da sằng sừ. Rồi đến khi nó quen hoàn toàn là da sẽ tái tạo mớ lại. Da tái tạo mớ lại là lúc đó nó lột cái lớp da mà ăn kem phấn kia, cái làn da mà dùng kem phấn mà nó ăn quen đó, nó lột cái lớp da đó ra, bắt đầu nó tái tạo một làn da mớ mà không dùng kem phấn nữa, là tức khắc da mặt quý vị về sau đẹp lại liền, nó thay đổi lại. Trời ơi, chỉ cách trang điểm luôn. Thấy chưa? Nên tất cả những tuổi trẻ, nhất là tuổi trẻ trẻ đâu gì nè, đừng có dùng kem phấn, đừng có tha son. Vì khi tha son nhiều thì khi không tha son là môi rất là tái. Còn khi một người mà không tha son thì cái môi của mình rất là hồng. Vì làn da là làn da tự nhiên 100% luôn. Nên những đức nói người nào mà đã từng xăm môi là những đức nói đúng là người này không gặp những đức sớm. Quý vị hơi thiếu duyên đó. Nếu như gặp những đức sớm thì không bao giờ xăm môi, chắc chắn quý vị luôn. Thôi quý vị cứ lỡ xăm rồi thôi. Còn người từ đây về sau chưa xăm môi đừng nên đi xăm môi, hiểu chưa? Nói kiểu này chứ mấy cái tiệm mỹ phẩm chứ nó ghét mình lắm. Trang điểm sắc đẹp đồ đó ghét mình, kệ ghét đi. Quý vị phải nhớ rằng mở ra một cái tiệm mà để sửa sang sắc đẹp, thay đổi phá hoại hoàn cảnh tự nhiên của người phụ nữ, thì cái người làm chủ về ngành này sau này quý vị sẽ bị một cái nghiệp là thay đổi giới tính. Vì quý vị là người phá hoại hoàn cảnh tự nhiên nhiều quá, nhưng do phước vị còn quá dày nên làm ăn rất là thịnh vượng. Nhưng về sau khi phước nó suy lại thì quý vị sẽ có bị bệnh tâm lý về giới tính, tự nhiên không thích chồng hoặc là không thích về nam hoặc không thích gì nữ nữa, mà tự nhiên đổi giới tính lại là nữ thích nữ và nam thích nam. Vì chính mình đã phá hoại hoàn cảnh tự nhiên của nhân sinh quá nhiều thì cái nhân quả là bản thân mình sẽ bị giới tính thay đổi. Nên tất cả những người trong cái hiện đời này mà sinh ra đời để làm một người nam không ra nam, nữ không ra nữ, không phải chúng ta chối bỏ họ hoặc là chúng ta kỳ thị họ, mà là chúng ta tội nghiệp họ. Vì sao trong thời cuộc này có nhiều người đặt câu hỏi rằng trong cái thời cuộc phát triển, tại sao nhiều thanh niên thiếu nữ lại có những giới tính khác thường hơn thời xưa? Thời xưa về cái việc giới tính về nữ thích nữ, nam thích nam rất là ít, rất là ít. Chỉ có trong cung là do đem người nam đi thiến. Khi thiến rồi thì tức khắc nó thay đổi giới tính, nên thái giám nói chuyện ổng ẹo. Thấy không? Là do bị thiến nên mới thay đổi giới tính, nói chuyện khác tiếng, đúng không? Thí dụ như những đức bây giờ đi,
mà quý vị đưa những đức vô cùng, mà già gì không ai dùng đâu. Nhưng mà thí dụ như thiết một phát là bắt đầu là lên thiết pháp, quý vị nghe là quý Phật tử à, về cố gắng niệm Phật nha. Nó kỳ cục là tự nhiên không biết làm sao là nó thay đổi liền. Lạ thay, thay đổi phải không? Nên từ nơi đó mà thì biết vì sao trong thời cuộc này rất nhiều giới tính khác thường không? Thì biết vì sao? Vì cái nhân của những người thẩm mỹ viện, phước họ dày, họ còn phước làm người khi tái sinh. Khi họ tái sinh lại là sinh ra người nam nhưng lại không thích nữ, sinh ra người nữ lại không thích nam. Bây giờ quý vị cứ nghĩ nè, một cái người nam mà tâm tính một người nữ thì biết rằng con người mà sanh được làm nam là phải tu rất nhiều kiếp mới sanh được làm người nam. Như vậy mà người nam này tâm tính của người nữ làm cho người ta chối bỏ và kỳ thị họ, gia đạo bị mắc cỡ gì họ, hiểu không? Chưa hiểu à, mắc cỡ. Xong họ phải đi kiếm tiền để họ đi qua bên nước khác để phẫu thuật, từ nam để phẫu thuật làm nữ luôn, hoàn toàn thành ra là nữ. Nam phẫu thuật làm nữ được, nhưng nữ phẫu thuật làm nam lại không được. Bị công nhận không? Đó, nữ phẫu thuật làm nam không được. Vì sao? Vì cái cảnh giới của nam là cảnh giới phước báo rất là dày, cảnh giới của nữ thấp hơn, nên từ phước báo người nam mà thành nữ thì làm được. Đó, quý vị phải phân tích chỗ này nè. Chúng ta không có cười người ta nghe, cười là có tội. Chúng ta định luật nhân quả, chúng ta nêu lên cho quý vị thấy đó. Đó, nên tại sao cái thời cuộc này là do ngay cái chỗ là thẩm mỹ viện quá nhiều, nên cuối cùng là tái sinh lại là những cái thành phần là bán nam bán nữ đó. Cho quý vị biết đó, cái nhân quả nó không đơn giản đâu. Nó giống như bây giờ ở dưới âm phủ là người ta đã phát minh được một cái địa ngục điện quang rồi đó. Nhưng mà cách nay khoảng 50 năm về trước thì không có địa ngục điện quang. Mấy chục năm về trước thì không có địa ngục điện quang ở dưới âm phủ. Vua Diêm Vương ngài nói với những đức rằng ở dưới âm phủ đã phát triển địa ngục điện quang rồi. Tại vì sao? Vì nhiều người ghiền game quá, mỗi ngày ngồi trên máy tính để bỏ thời gian làm ăn. Vì có người làm việc lợi ích, cha mẹ sinh nuôi khôn lớn, mà không làm việc ý nghĩa trong cuộc đời, không hiếu với cha mẹ, không dành thời gian báo hiếu, mà dành thời gian bấm điện thoại chơi điện tử. Nên cuối cùng cái quả báo đó bây giờ ở dưới âm phủ tự nhiên hình thành ra một địa ngục điện quang. Khi chết đi xuống dưới đó thì tự nhiên đọa vào cái địa ngục đó. Địa ngục đó là gì? Là tự nhiên quý vị thấy máy vi tính hàng đầy luôn. Đây là do tâm của chúng sanh tạo nghiệp mà chiêu cảm địa ngục. Thì tự nhiên xuống đó thấy điện, ở dưới cái địa ngục điện quang là máy tính toàn là cao cấp không, mà hàng luôn. Người ghiền bấm điện thoại vi tính hoặc là chơi game thì bắt đầu gặp mê, chạy lại đó, bắt đầu bấm vô chơi liền, chơi kịch. Thì bắt đầu là ở trong cái điện quang của cái máy vi tính đó, nó phóng luồng điện ra và chọt vào con mắt mình, moi hai con mắt mình ra. Địa ngục điện quang là để moi mắt những con người chơi game. Ghê chưa? Moi con mắt xong, một cơn gió thổi ngang, tiếp tục con mắt trở lại chơi nữa, vì cái nghiệp quả chơi hoài. Cuối cùng quý vị biết rằng là cứ bị moi con mắt. Ghê thiệt. Nó nên những người chơi game đó, ai ghiền game đưa tay coi. Nó, ai ghiền game? Nó mấy đứa con nít mà ghiền game đi rồi biết. Nên nhiều người làm cha làm mẹ bây giờ là cứ là bị cái bệnh này, con của mình cho nó ngồi đó rồi đưa điện thoại cho nó bấm rồi để mình lo làm việc, cuối cùng con mình lại bị ghiền game, hại cả đời của con mình. Nó ghiền game chứ nó bơ phờ rồi bắt đầu mới đi vô trong nơi trường cai nghiện game. Ghê chưa? Quý vị biết rằng là cái ghiền game này bây giờ và điện thoại này bây giờ, đó là một con ma để quỷ tư tưởng một con người. Nó làm cho nhân sinh con người bây giờ nó bị trở thành những con người yếu đuối,
gọi là gà có nghiệp. Giống như mỗi ngày gọi là ăn không ngồi rồi để chờ ngày làm thịt, nên gọi là gà công nghiệp. Quý vị coi con trai con gái của mình có khi ở nhà ăn không ngồi rồi, đứa mà lười biếng là nhìn mặt biết liền. Nó lười biếng rồi mặt khờ, nó tướng thì to mập mạp trắng, nhưng mà gà công nghiệp lúc nào cũng mập mà, nhưng yếu xìu, chân cẳng yếu ớt, xương không chắc. Nó đó là cái dạng vô dụng. Nếu như xã hội này mà nếu như mà có giặc giả thì con người ta không có khả năng đánh giặc, yếu ớt quá. Từ cái tâm yếu ớt đó thì làm sao có chí khí nữa. Quý vị coi, sanh cho một đứa con không có chí khí thì thiệt tình mà nói quá vô dụng. Nên địa ngục là từ tâm chúng sanh tạo ra địa ngục đó. Nó, bây giờ quý vị coi, bây giờ chúng ta chửi cha mắng mẹ, chửi cha mắng mẹ, mẹ cha già rồi khó khăn, sỉ nhổ chửi mắng cha mẹ, già rồi khó khăn, ăn đi lo ăn đi, tôi làm cực lắm, tôi đem gì cho ăn mà vô ăn còn khó, nó còn ngồi đó, thấy không? Ăn ăn vét cho sạch dưa giấy để là tôi bận bịu tôi cực khổ. Thứ gì sao già sống chết đi, bà ba sống trên chết rồi sao bà không chết đi, sống dai gì? Ai mà chửi cha mắng mẹ kiểu đó thì sao, thì sao? Thì nhớ cái bị xuống với âm phủ, bị đọa trong địa ngục, bị nhổ răng và cắt lưỡi. Răng điện gì mà nó cầm nguyên cái kìm sực 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 rút găng, có một cái móc sắt móc vô cái lưỡi mình, móc vô kéo, bên đây cầm con dao xét, rồi tiếp tục một cơn gió thổi ngang mọc lưỡi khác, răng mọc lên, bẻ răng cắt lưỡi, làm hoài vô lượng kiếp không ngừng nghỉ, chửi cha mắng mẹ. Mà nghiệp quả này trong địa ngục vô lượng kiếp, sinh lên làm người tiếp tục bị quả báo là bị con hắt mũi chửi mắng nữa. Nên tất cả những người làm cha làm mẹ bị con chửi mắng toàn là do quả báo quý vị đã từng chửi cha mẹ quý vị. Chứ đừng có nói hoàn toàn chỉ biết trách con mà quên mình nữa nghe. Nói rộng ra đó. Nên quý vị biết rằng mình làm con cái đối xử với cha mẹ sao thì con mình đối xử với mình gì. Nên bây giờ cha mẹ già rồi, phụng dưỡng cha mẹ nhiệt tình, đi làm tấm gương con mình báo hiếu cho mình đó. Nói lời giả dối cũng bị cắt lưỡi. Nên chuyện có nói không, chuyện không nói có. Bây giờ quý vị nói trời ơi thầy làm ăn mà, làm ăn bây giờ mà không nói lời giả dối sao làm ăn thầy. Quý vị những đức nói cho quý vị nghe nghe, quý vị nói thật người ta vẫn mua luôn. Nói thật vẫn mua luôn. Thử đi, nói thật cũng mua nữa. Ví dụ như quý vị mua một cái nải chuối 5 ngàn, vị nói chị làm ăn cái gì nó cũng phải có lời lớn mới sống được. Em mua 5 ngàn em bán cho chị 6 ngàn, 7 ngàn. Cái chuyện này là em bán là phải có lời thôi. Nó thật vậy nhưng mà không lời như người khác. Người ta cũng biết được mình như vậy, người ta mua ngay mình. Chứ ai buôn bán mà không có lời, thấy không? Nên từ nơi đó nó không bị cái chuyện nói lời giả dối mà lại thịnh vượng. Vì sao thịnh vượng? Vì nhiều đối tác làm ăn quá nên thịnh vượng. Nói thật nên nhiều đối tác làm ăn thì mới thịnh vượng. Tuy là lợi ích nhưng do nhiều người mua nên lời nhiều. Còn mình bán thì mắc mà người ít người mua nên lợi ích. Nên quý vị biết còn nói lời chả treo giả dối nữa còn tội lỗi vì khẩu nghiệp. Đó. Rồi mấy bà mà hỗn ẩu chửi chồng. Nó chửi chồng. Chồng mình mà mình chửi là thua rồi. Thằng này thằng nọ, mày tao mày tớ. Mày cái mặt mày nghe, cái mặt mày là cái mặt cái thằng ngu. Cái mặt mày là cái mặt cù lằn. Chữ kiểu đó là thua rồi. Đàn bà vậy là quá hỗn đúng không? Không? Nên từ nơi đó bây giờ nếu mà giờ mình làm chồng mà mình bị vợ nó chửi xài xể thì làm sao? Làm sao? Thì ai với đầu hoặc chứ sao không? Mệt. Chứ không lẽ bỏ nó. Còn thiếu nợ nó sao bỏ bây giờ? Chửi chửi với thương thương à. Tại vì mình còn thiếu nợ người ta nên chửi chửi xong mình cũng thương. Nó ngộ vậy đó. Nó chửi mình te tua luôn mà mình vẫn thương. Nhưng mà nếu mình biết tu á thì bắt đầu mình niệm Phật. Rồi mình phải phát huy cái khả năng của đàn ông là mình giỏi giang, mình làm việc được. Rồi tự nhiên mình có trách nhiệm gia đình. Rồi có khi nó chửi mình phải nói cho nó nghe. Tại vì con người ta có thể giảng thuyết của người ta có thể quay đầu được. Ha, vợ mình mà hung bạo dữ dằn gì, cái lúc mình nói nó chưa nghe thì mình phan nó nói. Nhưng mình nghe pháp gì để mình tích tụ cái nguồn năng lượng, rồi mình nắm được cái cách để nói chuyện với vợ.
Xong có dịp mình mời nó đến, mình ngồi nói chuyện với nó. Nói em à, dù cỡ nào anh cũng là chồng của em, mà em chửi anh cũng như chửi con chó như vậy, thì em nghĩ rằng không lẽ em đi lấy con chó. Đúng là chơi lại câu, đúng là thấm đòn luôn. Em coi anh như con chó, mà em đi lấy con chó, rồi con chó lại ở với em. Nếu như em coi anh là chồng thì phải tôn trọng chồng, thì em đang lấy người em tôn trọng. Đúng chưa? Vậy thích cho người ta nghe, đúng không? Nên mình chấp nhận mình là con chó luôn. Anh là con chó nhưng em lại, anh lại có một con vợ đẹp như vậy, thấy không? Còn em khôn như vậy, tại sao đi lấy con chó? Nặng đạn không? Cách trả lại thôi. Nên từ nó đó nhận thức đi, để đừng bao giờ chửi chồng, hà hiếp chồng nữa. Cỡ nào đi chăng nữa thì làm nở mặt nở mày chồng, thì mình là người vợ được nở mặt nở mày. Còn mình hạ thấp chồng là mình cũng là bị hạ, thấy không? Ví dụ như bây giờ lúc thương thì ai nói gì cũng không nghe, nhưng mà lấy về rồi bắt đầu đi kêu ghiêu chồng. Nhất là người phụ nữ mà đi đâu cũng kêu ghiêu chồng, đi đâu cũng nói chồng gì, chồng gì, chồng gì, là người phụ nữ thế nào cũng đi lấy chài. Từ nơi đó là sao? Người đàn ông nó lằn mò ngay cái điểm của người phụ nữ đi nói xấu chồng, là nó thả câu là chắc chắn là bắt cá, thấy không? Nên mình đã lấy chồng rồi thì mình xây dựng với chồng, chứ không phải là đi nói xấu chồng. Không phải là đi đâu đi về bên nhà mình, đi gặp chị em nói câu chồng tôi gì, chồng tôi nọ, thằng nó dở, nó này kia. Bây giờ mình ngồi suy nghĩ lại, ngày xưa người ta nói mình đừng có lấy, mình càng mình lấy mà. Bây giờ mình đi nói người ta làm chi, nói không? Đó nên mấy bà nghe gì rồi tự xem lại mình có gì không. Mấy bà có đi nói xấu chồng không? Có. Làm sao nhận đi, đưa tay anh coi. Nên từ nơi đó mà, hiểu không? Bây giờ sửa đi, nói không? Bây giờ từ hôm nay chúng ta xây dựng lại. Con người còn sống là còn có cơ hội à. Ai con người trong cuộc đời này cũng có cái sai chứ, chúng ta đều có cơ hội quay đầu, đúng không? Học pháp cho chúng ta cơ hội quay đầu. Quay đầu là bờ mà. Còn đàn ông mà bây giờ mình chửi vợ, con này con nọ, không có được. Nhắc hoài cái chỗ này, đây là cái việc quý vị về chùa nhắc nhân sinh quý vị nghe. Xây dựng cái gia đình lại, dù nghèo đi chăng nữa mà gia đình vẫn hạnh phúc à. Nghèo đi chăng nữa gia đình vẫn hạnh phúc, từ cái đôi vợ chồng hạnh phúc. Cái đó là nguồn gốc của thành đạt của gia đình. Còn vợ chồng con, trời, vợ chồng mà có cái hành động sống này là đố mà thịnh vượng. Ở trong một gia đình mà vợ cầm tiền của vợ, chồng cầm tiền của chồng, ai làm ăn nhiều thì người đó được thịnh. Còn tiền bạc bỏ ra chút để mà lo cho con. Gia đình này tuy đang sống nhưng thật sự gọi là gì? Ly thân. Như vậy thì họ chưa ly thân hoàn toàn, vì lúc buồn tìm về nhau để mà mua vui. Vợ chồng mà gọi là tìm về nhau để mua vui, làm ăn thì mỗi người có tiền bỏ ra một chút để nuôi con. Vì hai đứa này tạo ra một đứa này, nên hai đứa phải kết hợp lại nuôi đứa này. Còn lúc nào tao với mày buồn thì đến với nhau chơi một chút. Vậy thì gia đình này đủ mà có hạnh phúc. Đó, nhớ đây. Nên quý vị biết rằng cái hạnh phúc của con người với con người đến với nhau, người đàn ông với người phụ nữ này đến với nhau mà có hạnh phúc á, khi ăn ái mà có hạnh phúc là do ngay chỗ nào? Tình thương chân thật nó mới có hạnh phúc. Chỉ có tình thương chân thật nó mới có hạnh phúc. Còn tình thương mà để mua vui nó không bao giờ có hạnh phúc, mà nó rất là chán nản về cái chuyện đó đến với nhau. Nên con người đến với con người có hạnh phúc là từ nơi cái chân thật đến với nhau mới có hạnh phúc 100% luôn. Nên quý vị biết rằng những đức học Phật, những đức nhìn rõ sâu sắc vô cùng. Ngày xưa mình chưa học Phật mình cũng từng trải, nhưng mà mình đang không hiểu. Nhưng mà lạ thay trong Phật pháp nó vạch rõ cho mình nghe luôn. Cái hạnh phúc của con người đến với con người là chân thật á, mà chân thật không có thiệt thòi đâu. Thật thà là phúc đó. Giỡn đâu, đừng có nói là thiệt thòi nghe. Thí dụ như người ta chửi mắng mình nhưng mà ta khổ á, còn mình khổ là do mình đem bỏ vào tâm. Nên thí dụ như giờ chồng mình nó chửi cha mẹ mình nói ông chửi tôi sao cũng được, ông chửi tới cha mẹ tôi không chịu. Ông chịu, nó chửi rồi gì không chịu, nó chửi rồi còn gì nữa mà không chịu. Chúng ta mở rộng ra chút nữa, chúng ta nói cha mẹ mình cũng từng chửi nó,
Bây giờ nó lan can từ mình để chửi cha mẹ mình quề. Nếu không có nhân sao có quả. Trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà. Nên thằng con rể nó chửi cha mẹ vợ, là ngay cha mẹ vợ đã đời kiếp đã từng chửi nó. Bây giờ xuyên qua chiều hướng mình để chửi cha mẹ mình quế. Chúng ta có gì đâu nặng nề. Lời chữ mà cũng như một lời gió thổi mây bay. Con người muốn thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời, quý vị học Tào Tháo cũng hay lắm á. Tào Tháo bị chửi mắng, bị xem thường cỡ nào, Tào Tháo vẫn đứng vững được nên thành đạt. Nhưng mà do tâm ác quá nên tội. Nếu như con người mình rất dễ bị kích động vì xã hội, vì dư luận, thì con người bị đố thành công trong sự nghiệp cuộc đời này. Con người chúng ta phải thả qua dư luận để phát triển chính mình, và phải nhìn nhận dư luận để coi cái gì mình sai để sửa. Vậy thì vô cùng đặc biệt khi bị dư luận nói đến mình. Còn nếu như mình chỉ đạp vượt qua dư luận mà mình không chịu nhìn dư luận để xem qua mình, thì con người mình vô cùng thất bại và trở thành người hư, người sai. Và tội lỗi như Tào Tháo đã từng cuối cùng làm heo đọa lạc trong loài súc sanh. Nên chúng ta đừng dễ bị kích động quá quý vị. Thí dụ như chồng mình vô cùng xấu, đứa kia nó nói: tao như mày tao bỏ thằng này lâu, xấu cù lặn, có thằng kia kìa giàu lắm mà nó để ý mày nghe. Để ý mày á, nó nói nó khen mày đẹp hoài. Tao không biết cái thằng đó thích mày. Tao thấy chồng mày nó hay lúa quê quá. Bây giờ mày đi chơi thằng đó, chồng mày nó cũng không biết gì đâu, thằng quê mùa hay lúa. Mấy cái bà mà làm mai làm mối kiểu đó là mấy bà cuối cùng là mấy bà chịu đạn. Ở đời có mấy cái khu làm mai lãnh nợ gác khu cầm chầu. Nó đi làm mai làm mối đi. Rồi làm mai cho người ta đi đến với nhau, làm mai cho người ta đi làm gì, đi phá thai. Đúng là cái chuyện người ta mà mình đi tạo nghiệp. Nó có những người người ta mang thai hỏi mình chỉ chỗ đi phá thai, là mình chỉ chỗ đi giết người. Thấy chưa, lằn mò từ từ tới nè, tới chỗ phá thai nữa nè. Thấy chưa, quý vị thấy nói chuyện Phật pháp không? Nó tại sao mà ta nghe bị thu hút? Vì nó từng công đoạn từng lớp tuồng. Nó không bị chết cứng, hiểu không? Đó, từ vợ chồng hạnh phúc như thế nào, và đi đến cái chỗ mà con người đến với con người rồi đi phá thai thì sao? Tuổi trẻ bây giờ ti tiện yêu thương rồi đi phá thai, nhất là đi học. Bây giờ bị còng lưng mới bị làm ra tiền cho đứa con đi học, mới có 14, 15 tuổi đi phá thai. Bây giờ tiệm quảng cáo phá thai thoải mái quá trời mà. Phá thai như một cái kem lạnh vừa mới ăn xong. Nhưng vô đi rồi biết kem lạnh hay kem gì con, te tua tả tơ cho mày biết. Nên từ nơi đó bị biết rằng nó tiện lợi nên con người hư hỏng. Rồi sau này rồi nó sẽ biết cái sự quả báo của phá thai ghê lắm. Nên có con gái dẫn đến đây nè, cho nó ngồi nó nghe đi, nó đỡ tối đa quý vị. Hiểu không? Nó không có bị cái cảnh chằn này lôi kéo làm hư hỏng quá. Nó nhất là đi học bây giờ nghe, trời ơi, những đức nói con chưa đi nước ngoài thì còn là con mình, con đi nước ngoài rồi không còn con mình. Ôi con người người ta bây giờ đa phần người ta đều có một cái quan niệm: ôi con tôi học giỏi như vậy, con tôi bằng cấp gì vậy, nó nở mặt nở mày ghê luôn. Rồi mai mốt nó chửi vì nở mặt nở mày. Nó đem cái sở học nó chửi vì đó. Vì nó học vì tri thức, nhưng nó không học về định luật nhân quả. Thì cuối cùng nó dùng tri thức để chửi vì nó xem nó theo cái tư tưởng của phương Tây. Cuối cùng coi cha mẹ rẻ vô cùng, 18 tuổi có quyền đi đâu đi. Cuối cùng bị đưa con bị ra tư tưởng của phương Tây. Cuối cùng mất tiêu đứa con. Được sở học là tôi đi nước ngoài du học, có bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ. Nhưng trở về quê hương thì không đem bằng cấp để áp dụng nhà nhân sinh được. Nên con người mà đi du học ở nước ngoài là tìm hiểu lịch sử của đất nước đó. Đó là thật sự đi du học. Sau này đem về những tư tưởng đặc biệt để mà đem những tư tưởng đó lợi ích cho nhân sinh đất nước của mình, thì đúng là đi du học. Còn cái này nó đi ra bên ngoài đó học khiêu vũ, nhảy đàm, đúng không? Nhặt rác trạch trình. Cuối cùng nó đi về nó đem cái thứ gì gì không. Nhiều người mà đi du học như vậy thì không có làm nên việc gì cho cái đất nước chúng ta hết, mà nó còn không có lợi ích. Nên từ nó nói vì biết thà học ít nhưng mà lại có cái đạo đức làm người. Quý vị đi tìm hiểu đi, rất là nhiều công ty xí nghiệp mà ông chủ giàu nhất quý vị. Quý vị đi tìm hiểu nhiều ông chủ giàu đi, đa phần không phải học thức cao, toàn là những người nghèo nàn chạy xích lô xe ôm, khổ vô cùng vậy mà đứng lên làm ông chủ lớn. Còn nhiều người học thức bây giờ cao toàn đi làm công không à.
Nhưng ông chủ lớn lại là người không có học nhiều. Vì sao? Họ ít học nhưng họ có một tư tưởng cường thịnh. Còn học nhiều nhưng lại là tư tưởng kiếm tiền đơn giản. Như bây giờ Nhuận Đức không có học thức. Bây giờ nếu Nhuận Đức làm giám đốc được không? Được đó. Được đó, cho quý vị biết đó. Không được đâu. Nếu như quý vị học được một tư tưởng của Nhuận Đức làm giám đốc được rồi đó. Bây giờ tôi có thể điều chỉnh cái người học thức cao luôn. Tôi không biết nói tiếng Anh đúng không? Tôi mướn cái thằng nói tiếng Anh giỏi là đây. Là đây mày. Bây giờ tao đối thoại làm ăn với cái thằng nước Mỹ này nè. Lỡ nói giờ tôi muốn làm ăn với anh. Tôi ký hợp đồng với anh công ty đó đó. Nói cho tao nghe coi. Nói nó. Tao muốn làm ăn. Rồi thằng này nó nói thằng kia nghe. Mình nói thằng này nó nói thằng kia nghe. Rồi là mình sử dụng này mình trả lương nó thôi đúng không? Khỏi cần học tiếng nước ngoài chi. Được rồi đó. Có gì mà không được. Thấy không? Nó nên tôi chỉ cần nói tiếng Việt cho rành được. Nói tiếng Việt mà lâu lâu còn sai chính tả nè. Bây giờ đứa con nghe xíu xíu gì, nói cái thứ gì tùm lum tùm la. Nó về nó vật số mình rồi. Nó mà nói gì đầu con tôi nó giỏi thì ghê luôn. Nhớ xíu xíu nó tiếng Anh giỏi quá trời luôn. Bà biết không? Dạ không. Không thì mới nói nó giỏi đúng không? Rồi cuối cùng mai mốt nó học ra tiếng đó. Nó tưởng nó giỏi, cuối cùng nó chửi mình bằng tiếng đó luôn. Nó chửi mình cái mình cười. Trời con nhặn nhỏ gì đâu mà giỏi thế ghê thiệt. Nó nói dùng cái thứ ngu chữ mà khen mình giỏi. Thấy chưa? Cái thứ này gọi là cái thứ mất đức. Tại vì sao biết không? Cha mẹ cho tiền đi học mà dùng cái tiếng khác chữ cha mẹ thì mất đức chứ gì. Đúng không quý vị? Nó nên cho con nít nó nghe đi. Coi chừng nó chữ cha mẹ bằng tiếng Anh đó. Nó nên nó kêu tiếng này tiếng kia nó chữ đó. Chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Thôi đặc biệt nhất nói tiếng Việt cho ngon. Vì nói trời ơi thờ thế phát triển thầy ơi. Không biết tiếng Anh ai mà mương. Những đức nói cho vị nghe nghe. Có đạo đức người ta đi cầu quý vị. Chứ đừng nói mướn. Đi cầu mình. Bây giờ quý vị coi nè. Chính bản thân những đức phải quý vị đi tìm những đức không? Nó bao nhiêu trăm cây số ngồi từ hồi nãy tới bây giờ. Tiếng mấy tiếng 40 phút. Ngồi hồi nãy tới giờ ngồi chi ạ? À? Không lẽ ngồi cho đau chân chứ? Phải không? Bây giờ quý vị coi những đứa có mua vé máy bay dài đến đây không? Nhưng mà từ miền ngoài ta bay vô đây đó. Từ nước ngoài ta bay về luôn. Thì coi mà ta ngồi cho đau chân chứ vậy hả? Không có lý đâu bạn. Cái buổi nói chuyện này nó được trọng lực nè. Nó được lợi ích nè, người ta ngồi nè. Thấy chưa? Trình độ lớp mấy? Lớp 3 ra trường với lớp mấy? Vì tưởng nó cấp 3, không phải cấp 3 rồi, lớp 3 ra trường. Nhuận Đức nói về lịch sử đi học của Nhuận Đức là đúng một tờ lịch sử cao cấp. Lớp 1 chồng cô giáo ở lại 3 năm luôn. Không mà mình công nhận là mình quỷ thiệt. 3 năm, lớp 1. Cô giáo ngày xưa tên cô Dung, cô đẹp vô cùng mà lúc đó lớp 1 thì mình cũng biết con gái đẹp nha. Bởi vì học dở là phải rồi, đúng là mê con gái là học dở. Thấy chưa? Mà lớp 1 có chút xíu à. Không, mình cũng là lớn lớn chút như này. Nhìn cô giáo đẹp. Con quyết định con không lên lớp đâu. Ở lớp hoài luôn. Ở lớp 1 hoài nhìn cô chơi giống gì chứ. Trời ơi, cô giáo là dịnh vô vai mình. Nói trời, cô giáo dịnh vai con mát quá. Còn nhỏ xíu sao thứ gì cũng biết. Kỳ cục thấy ghê. Thật là trời. Cuối cùng cái tâm đó. Cái tâm đó mà ở lại 3 năm lớp 1. Cuối cùng lớp 1 3 năm tới năm thứ 3 làm lớp trưởng. Cho mày biết cái tao học dở tao làm lớp trưởng luôn cho mày biết. Biết sao làm lớp trưởng không? Tại vì bự quá. Mấy đứa kia nhỏ nhỏ mình la nó sợ. Cuối cùng học dở mới làm lớp trưởng. Tại vì bự làm lớp trưởng. Nên Nhuận Đức ló được cái nền móng lớp 1 tới 3 năm nên không ai hơn được Nhuận Đức. Quý vị coi bây giờ quý vị cắt một cái căn nhà mà muốn lên nhiều tầng là phải cần cái gì nền móng đúng không? Nhuận Đức là muốn lót nền móng cho nó dày. Không cần trình độ cao mà lót nền móng quá dày. Lớp 3 3 năm. Đấy quên lớp 1 3 năm, lớp 2 3 năm luôn. Lớp 3 là gặp ngay ông thầy Tấn. Nhớ tên mấy ông thầy tại vì ở với ông lâu quá. Ông thầy mình thì chuyên gia, ông dạy học xong rồi ông đi làm ruộng.
Mình thì có sức khỏe, không thì mình không học nhiều, tại nghe ba mình nói một câu mình cũng phái. Ba nhà đứa cũng nói một câu gì nè: học biết chữ được rồi con, sớm muộn cũng làm ruộng. Ba nói câu này con phái đó. Thì con phải học, nên ba nói học biết chữ được rồi con, sau này đi làm ruộng con phái. Nên từ nơi đó là đi học là con không cần thiết phải học, biết chữ là được rồi đúng không ba? Đúng rồi con, biết chữ là được. Nên cuối cùng quý vị biết rằng là lớp 3 là bắt đầu học với ông thầy là ổng cứ đi vô đồng làm ruộng á, bắt đầu là mình phụ ổng. Hoặc là đi đến nhà ổng thì bắt đầu là mình vác lúa phụ ổng. Ổng nói à được quét lúa con 10 điểm. À, 10 điểm. Ghê chưa? Cái quét vác lúa được 10 điểm. Nó hiền là giỏi nhất, đi lại đây phụ thầy nhiều nhất, 10 điểm. À, nên từ nó đó uống thầy. Con càng học nhiều con chỉ cần biết chữ được đúng không ba? Đúng rồi, biết chữ được con. Nó biết chữ thôi chứ. Ba mình kêu mình học biết chữ là được rồi. Ổng cứ kêu mình cộng trừ nhân chia gì giỏi, nên mình cũng không cần phải học thuộc cửu chương gì luôn. Cần biết chữ thôi, ông kêu tôi biết chữ à. Tôi không cần biết thuộc cửu chương của gì chứ. Vậy mà bây giờ đọc cửu chương sẽ vèo 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 luôn. Ghê chưa? Thấy không? Bây giờ cái đầu này là máy tính luôn cho quý vị biết. Làm việc khỏi cần máy tính. Đó. Tiền mà đưa những đức tính vèo 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 vèo. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Không cần máy tính gì luôn. Bây giờ những đức nói cái đầu những đức làm việc là không cần giấy tờ, không cần sổ. Phải không? Nó giờ 3-4 điểm chùa bị coi á, bao nhiêu tổ chức á, làm việc con người đó. Những đức có cần giấy tờ máy vi tính không? Không. Không cần xài điện thoại luôn. Tại vì sao? Vì nó khỏe là do gì? Trình độ lớp 3. Trình độ lớp 3 thì quá khỏe. Thấy không? Thấy nghe nói chuyện không có gì đâu. Nên tại sao có nhiều ông thầy ông nghe nói cái gì giảng pháp? Trời ơi là trời, giảng pháp. Nghe tôi mắc cỡ muốn chết luôn. Giảng pháp, giảng pháp mà nói toàn là cái gì không mà. À, cái gì không mà người ta cười. Nó nói cái gì không mà người ta cười, cười tiếng gửi đồng hồ. Hài mà chỉ có mấy phút thôi, cao tay lắm cho nửa tiếng đồng hồ luôn. Hài, lại bị nghe lại bị cũng thấy nó muốn ê. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Còn này 1 tiếng rưỡi. Chưa. Làm gì đâu. Cái này gọi là dùng năng lượng để chia sẻ đó. Hiểu chưa? Nó mà Phật quang để phổ chiếu chùm mấy vị kìa. Thấy không? Không phải không? Mấy vị không thấy thì tôi nói là thấy. Nếu như mấy vị thấy thì tôi không cần phải nói. Thấy không? Mấy vị nhớ nè nghe, Phật quang không phụ chiếu. Đúng mà quý vị ngồi như vậy mà khỏe. Đúng không? Nhờ Phật quang phụ chiếu bao trùm chúng ta. Nên cái người mà quan hỷ bao nhiêu thì quý vị sẽ tích tụ được Phật quang bao nhiêu. Quý vị nhớ nghe, Phật quang đến với mỗi một con người bình đẳng. Như một cơn mưa vậy, ào xuống một cái. Tưới mát là điều, nhưng bạn tiếp nhận được hạt mưa này là bao nhiêu là tùy bạn. Thì quang minh của Phật bao trùm chúng ta cũng là bình đẳng, nhưng bạn tiếp nhận được quang minh này bao nhiêu. Nếu như bạn ngồi thì quang minh sẽ tiếp nhận nhiều. Còn nếu như bạn ngồi thì quang minh tiếp nhận ít. Vì sao? Vì bạn đóng cửa lại. Bạn hiểu không? Còn bạn mở cửa rộng ra thì quang minh thu gọn vào. Tuyệt vời quá. Quang minh cũng như không khí vậy đó. Bạn có hốt bao nhiêu thì cũng không giảm, mà bạn có bỏ có bao nhiêu thì cũng không tăng. Gọi là quang minh bình đẳng, soi gọi tìm người niệm Phật. Thấy không? Trời ơi nghe gì rồi, đúng là nó mát mẻ luôn á. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Quý vị phải là, quý vị thấy mát không? Thấy chưa? Mát. Vì sao mát? Vì sao mát? Đổ mồ hôi bây giờ khô lại mát. Ngồi nó hồng nó sức mồ hôi, sau nó mới khô mồ hôi, rồi nó đổ mồ hôi, rồi nó sức mồ hôi, rồi bị gờ vô thịt coi nó mát không. Đúng không? Nên tự nhiên thấy mát mẻ. Thêm cái nữa là hoan hỷ vui vẻ. Đúng không? Trời ơi đúng là tịnh độ này đúng là quá thù thắng. Càng chia sẻ tịnh độ là nó càng sung. Cái này mới ghê nè. Mấy ông thấy không? Mấy ông thấy cái tiếng nói chưa, kinh chưa? Ôi trời, cái cần cổ này chắc là cần cổ kim keng quá.
không? Đó, nên mong quý vị lễ lọc Chủ nhật về đây để chúng ta nạp năng lượng Tết hôm nay, về đây ăn Tết. À, quý vị nhớ, người tu tịnh độ cũng chưa chắc tin tịnh độ. Phải nhớ, không phải ai cũng tu tịnh độ mà tin tịnh độ đâu. Nếu người tu tịnh độ mà tin pháp môn tịnh độ nữa thì quý vị giống như hổ mà mọc thêm cánh ấy. Thì chùa chiền và người này tu chắc chắn không có thiếu thốn một cái gì ở trong cái cuộc đời này chứ. Nhưng do mình tu tịnh độ mà không tin tịnh độ. Thí dụ như có những người tuy cũng niệm Phật, tu tịnh độ mà người ta lại nặng về vật chất cuộc sống thế gian. Và người ta chuyển cái tâm tu tịnh độ đó qua cái danh lợi thế gian thì đâu phải tin tịnh độ. Nên những đức có nói rằng là tu tịnh độ là đại nhân duyên, mà tin tịnh độ mới là đại phước đức. Con người chúng ta có duyên mà không có phước đức thì sao chúng ta được sống đầy đủ đây, mà cũng không an lạc nữa. Mà cái phước đức nó mới là tiêu trừ nghiệp chứ. Còn cái chỉ có cái nhân duyên thôi thì không có thể nào giải quyết được vấn đề sanh tử trong cuộc đời. Thí dụ như giờ chúng ta chỉ thấy cái đẹp mà chúng ta không dùng được cái đẹp thì đâu có kết quả, hiểu không? Nên gặp tịnh độ nhưng không áp dụng tịnh độ thì thua nhiều lắm. Thí dụ như bao nhiêu ngôi chùa đó là chùa tu tịnh độ, nhưng để quý vị bước vào ngôi chùa đó mà tu tịnh độ thì thật sự quý vị xem lại, đúng không? Nên từ nơi đó mà tu cũng chưa chắc tin. Nên chúng ta xem lại mình tu tịnh độ mà tin tịnh độ hay không. Phải tin chân thật kìa. Những đức nói 100% cái người mà niệm Phật mà tin vào bổ nguyện của Phật, không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ mắc của cải, không sợ người ta gạt mình, không sợ gì hết. Mà quý vị chân thật, quý vị tu tịnh độ chỉ có mục tiêu là cầu sanh cực lạc thôi. Những đức nói rằng cuộc đời quý vị sẽ thay đổi, tất cả những cái gì khổ đau thay đổi hết, hiện đời luôn. Hiện đời sẽ thay đổi hết luôn. Còn nếu như cái người tu tịnh độ hướng dẫn tịnh độ mà quý vị còn nói quý vị còn khó khăn, còn thiếu thốn, còn cái này cái kia quý vị còn chưa được đầy đủ thì chắc chắn quý vị không tin tịnh độ. Chắc chắn là không tin đó. Còn nếu như tin cho tới cùng luôn, khi tới cái lúc cuối cùng sẽ có sự chuyển biến liền. Lúc cuối cùng là chuyển biến liền. Nên chúng ta thí dụ như tin được tới gần tới nước cuối cùng thì mình lại chuyển lòng tin, thay đổi lòng tin. Có những người thí dụ như người ta niệm Phật, người ta nghĩ rằng niệm Phật 4, 5, 7, 9, 10 năm gì đó, mà sao người ta không có thấy được cái kết quả gì đặc biệt. Vừa nghĩ như vậy cái là tâm quý vị có sự chao đảo liền đối với pháp khác. Hoặc là đang niệm Phật tu cái pháp nào khác thì tức khắc quý vị thất bại liền. Tu phải tu một cái pháp nào khác là thất bại liền. Có nghĩa là hoàn toàn tin tịnh độ là hoàn toàn không nghĩ cái gì về pháp khác hết. Chỉ có đúng mục tiêu là niệm Phật cầu sanh cực lạc thì quý vị sẽ thấy cái pháp tịnh độ này thù thắng. Chính những đức rõ ràng là hình như là những đức không biết gì pháp khác. Nên cái đối với cái tâm mà tu tịnh độ, những đức là nó quy tâm quy nhất, quy thành chiên luôn. Không có còn cái gì mà mình tìm hiểu nữa chứ. Có người này gặp những đức nói rằng là con thấy cái ngôi chùa này chuyên tu tịnh độ rồi, con đi tìm hiểu những ngôi chùa nào chuyên tu tịnh độ. Như đức nói trong bụng mình nói gì tìm hiểu chi nữa, nó đã chuyên tu tịnh độ thì nó được rồi, thì mình cứ tu tịnh độ đi, mình đi tìm hiểu ngôi chùa khác chuyên tu tịnh độ làm gì nữa. Lỡ mình đến ngôi chùa khác nó tu tịnh độ mà nó thêm cái gì nữa, đây mình dao động mất công không? Mình chỉ biết nó chuyên tu tịnh độ có kết quả thì mình cứ chuyên tu tịnh độ đi, mình đi tìm hiểu cái chỗ khác làm gì, khỏi tìm hiểu để mình thành chuyên tu tịnh độ. Có những người nói rằng là bây giờ tu phải học. Những đức nói rằng về cực lạc đi rồi muốn học gì học. Câu này không phải những đức nói mà Hòa Thượng Tịnh Không nói nhiều, tổ sư cũng nói luôn. Vì sao? Vì cái trí chúng ta ở cái cõi này mà nạp vào thêm là càng loạn thêm. Nạp vào thêm là càng loạn thêm.
Bây giờ quý vị coi cái bóng tối vô minh chúng ta còn chưa giải trừ, mà chúng ta muốn nạp thêm để mà khóa trừ bóng tối vô minh, không có đâu. Từ nơi đó muốn phá trừ được bóng tối vô minh là đừng nạp thêm, mà chỉ có đem câu A Di Đà Phật vào tịnh hóa thì thành công. Nếu như không bỏ câu Phật hiệu vào tịnh hóa mà muốn thêm văn tự thì bóng tối vô minh càng tăng trưởng thêm vô minh. Đây là chỗ quan trọng vô cùng. Đối với người tu tịnh độ chúng ta phải nhận thức chỗ này. Vì thấy rằng tự nhiên bước qua cái nó hừng hực cái tâm. Vì sao cái tâm hừng hực? Vì cái người muốn nghe này hừng hực. Quý vị biết rằng cái chia sẻ Phật Pháp của chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát là do từ đâu ra? Từ do tâm chúng sanh mà sanh ra. Chứ nếu như không có cái tâm chúng sanh đó thì không bao giờ chia sẻ Phật Pháp được. Nên từ ngay cái tâm chúng sanh mà sanh ra Pháp. Nếu như chúng sanh không ai cần nghe, sao nói? Thí dụ như quý vị không cần nghe thì tự nhiên những đức bước lên nhìn gương mặt quý vị. Thủng tu, lễ Phật lên nó nói hoài. Thấy chưa? Thì từ nó đó là người ta không muốn nghe. Mình nhìn xuống người ta không muốn nghe rồi làm sao? Nói đây. Khi nói thì người ta hoặc là họ ngồi làm nè. Nghe Pháp mà ngồi làm nè. Hoặc cầm cái quạt. Không, ví dụ như người ta cầm cái quạt, người ta quạt mát mà người ta nghe thì không có nói tới. Nhưng mà người ta cầm cái quạt mà người ta làm gì nè. Ta kênh kênh nhưng mà quay mặt chỗ khác không, nghĩa là người ta không muốn nghe. Hiểu chưa? Con này ta nóng, người ta cầm cái quạt, người ta quạt mà người ta nghe. Này không có nói gì vậy. Đúng không? Nên quý vị biết rằng là do cái tâm người ta chiêu cảm mà cái tâm mình sanh ra. Thấy rõ không? Nên bây giờ những đức từ bên kia qua, có nhiều người người ta ở xa nha, người ta nghe những đức mà ta chưa từng gặp bên ngoài. Nhiều lắm á, cả đi đến đây cũng chưa gặp luôn nè. Quý vị chỉ ngồi tuốt ở phía xa, vậy sao thấy? Không gặp luôn. Tại vì sao? Vì đông người nên những đức không thể nào. Mà bây giờ những đức xuất hiện trước cái chỗ đông người tiếp hết trơn được. Tiếp xong là những đức nghỉ giảng luôn, nói thiệt, mệt dữ lắm. Thì biết cái thời gian mà nãy những đức nói chuyện xong tới giờ này nói chuyện nữa, là nó có một khoảng thời gian cho những đức rồi thêm một cái nữa. Những đức phải giải quyết một số vấn đề trong chùa, ghi lễ lọc, sắp xếp ban bệ cái này kia cái nọ tùm lum. Như hôm qua những đức qua kia ở các ngày, mà những đức điện thoại qua đây, những đức bố trí cái này kia cái nọ bên đây. Thời gian lễ Phật như sao, thời gian tối đêm nay mấy giờ bên đó về, vì thời gian những đức nắm hết trơn. Nên vì thấy hôm qua những đức nói chuyện tới 7 giờ thì những đức nghỉ liền, thấy không? Vì thời gian những đức đã sắp đặt rõ ràng hết trơn rồi. 7 giờ nghỉ lễ Phật 1 tiếng rưỡi là 8 giờ rưỡi. Bỏ ra thời gian phóng sanh này kia nữa cho nửa tiếng là 9 giờ. Ăn cơm cái này nọ cho mấy vị 9 giờ 40 nữa. Thì về tới đây cho tới 10 giờ. Thì người bên đây phải hoàn toàn 9 giờ 15 là bố trí ngoài trước cửa, đồ người giữ xe, người mở cửa, người bật đèn, người rồi sắp xếp mùng mền, gói chiếu gì sẵn hết đâu vào đó. Nó mới về một cái này vô cái khớp. Còn nếu như những đức mà lướt qua thời gian đó thì làm cho ban tổ chức phải trễ nại. Nên những đức tính thời gian rõ ràng, chứ bên kia điện thoại qua đây bố trí cái gì cái gì cái gì bên đây, từng ban bệ đâu vào đó hết trơn, rồi giờ dắt rõ ràng hết trơn nó. Nên bên kia những đức phải tính bên đây những đức tính bên kia. Nên thí dụ như hôm qua những đức tổ chức xong rồi lễ vía, những đức kêu mấy thầy mấy chú bên kia mở thùng tam bảo ra lấy tiền đi. Hỏi sao kỳ, lỡ mấy ông đi qua anh kia tu hết ở đây ăn chợp, mở thùng lấy hết tiền đâu mà tự xây dựng. Quý vị coi, có nghĩa là cái nhỏ nhất luôn những đức dặn phải tính luôn. Nghĩa là quý thầy thì có khi ít để ý, trong khi những đức với hòa thượng là người lo nhân sự nè, lo cuộc sống, những đức phải bận tâm. Như quý vị làm cha làm mẹ vì vậy phải tính không? Đúng chưa? Tính giết rồi nó thành giống như con người tỉ mỉ luôn. Nên từ nó đó còn quý thầy thì giờ thầy ơi, con lấy tiền này, thầy ơi con xài cái đó, con mua cái đó, cầm tiền thôi. Nhưng họ không có biết được là khi cầm tiền người ta cũng dường. Khi có những bà già đưa tiền những đức thì những đức mới cảm động. Có những người người ta cầm tiền người ta đưa cúng mà người ta nghèo lắm, thấy người ta nghèo lắm mà mình thấy cái đó mới cảm động. Nên khi mình dùng tiền của tam bảo mình phải tỉ mỉ thì có phước. Còn nếu như mà mình chỉ dùng không mà mình không biết cái cảm giác người ta cực khổ thì mình có khi không nhận thức được sự khổ đau của chúng sanh mà mình biết dùng đồng tiền đúng đắn. Nên từ nó đó đông đúc người ta không quản lý được,
Và thùng Tam Bảo mà người ta bây giờ có nhiều ăn trộm nó mở thùng được hết trơn, nó không mở được, nó đập thùng. Từ nơi đó thì thôi chắc người ta cúng được chút đỉnh cho Hòa Thượng xây dựng. Vừa xong chương trình quý vị, vừa qua bên Đại Tùng Lâm thì những đức kia bên đây mở thùng đem đưa cho Hòa Thượng bển, cho một số người người ta điếm tiền chút đỉnh đưa Hòa Thượng mai trả tiền xây dựng đi. Thì xong đâu vào đó, nếu để tối đêm nay mắc hết trơn tiền Hòa Thượng hỏi tiền đâu. Tại sao? Đúng không? Đó đó là cái mà với cái tâm đã cúng mình phải có trách nhiệm. Chứ những đức có đem tiền về đây, những đức giữ, những đức xài đâu. Đó, quý vị thấy rõ ràng. Nên cái tâm vì người ta đó mà mình quên mình nó mới có phước đức. Nên quý vị biết rằng cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn nhân sinh nè. 100% luôn. Cái người tu tịnh độ viết nó tỉ mỉ lắm, lạ lắm. Tại vì Đức Phật A Di Đà ngày quá tỉ mỉ rồi. Bây giờ quý vị coi, nếu như Đức Phật A Di Đà ngày không tỉ mỉ, quý vị coi 48 lời nguyện ngày phát. 48 lời nguyện ngày phát, quý vị để ý đi. Đúng không? Đó đó là cái quý vị để ý rõ ràng là Phật A Di Đà tỉ mỉ cỡ nào. Nói mà tụng cuốn kinh Vô Lượng Thọ là chúng ta biết nhân địa của Phật A Di Đà rõ ràng sao sao. Hiểu được cái nguyên lý này rồi thì tự nhiên âm thanh nó được nãy. Nên tự nhiên thì mình sẽ học theo Phật A Di Đà một cái tâm tỉ mỉ liền. Quý vị biết rằng vì sao mà những đức phát triển cái pháp môn tịnh độ này mà nó đặc biệt gì? Cái cách làm của những đức mà ai mà để ý được là dễ làm dữ lắm. Thí dụ như cái nền những đức giữ, những đức không có bỏ cái nền. Những đức chưa bao giờ có một cái tâm rằng tôi lập nền, chứ không có đâu. Nền có người lập rồi, những đức có theo quy trình lấy cái nền. Và vô một cái nền đó những đức sẽ tự điều chỉnh lại. Mình cái nền giữ, nhưng vô tu những đức điều chỉnh lại thì nó thành công rất là cao. Sau này quý vị dùng cái cách này của những đức, quý vị tự quý vị phát triển lại, nhưng cái nền phải giữ, thì quý vị thành công rất là cao. Học bất cứ một cái môn nào gì chứ, mình đến mình học nghề ai gì chứ, cái nền của ta mình phải giữ. Mình vô cái môn đó rồi mình tự điều chỉnh lại cái mà cần cắt gọt, thì quý vị sẽ hoàn chỉnh được cái môn học của mình cao độ lắm. Cũng như cái môn lễ Phật này nè, niệm Phật lễ Phật điều chung này, và cái môn lễ Phật này là những đức học từ thầy trên kia. Nhưng mà vào tay những đức là cái điều địa chung này hoàn chỉnh lại cái điều địa chung. Quý vị thấy. Còn cái môn lễ Phật này, ngày xưa thầy trên kia ít chú trọng cái nhịp. Những đức bên cạnh những đức biết, khi thầy lễ là thầy đánh đại à. Có khi thầy đánh lúc này lúc kia, thầy không có chú trọng cái nhịp. Nhưng tới đời những đức để ý, những đức rất là chú trọng cái nhịp. Cái nhịp á, những đức để ý. Mà để ý cái nhịp á, thì quý vị sẽ dễ dạy người ta. Cái nhịp á, quý vị để ý khi mình lễ Phật á, là cái lúc mà vừa tới cái chữ Phật là lúc quý vị đứng xá đúng không? Rồi quý vị xá xuống, rồi quý vị cắt người lên, rồi xong quý vị quỳ xuống. Rồi khi mình quỳ xuống mà niệm cũng là cái nhịp là chữ Phật đúng không? Chữ Phật là ken đó, ken mới lại xuống đúng không? Lại im đó, ken đứng lên đúng không? Đó. Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm y rang như vậy luôn, không khác một chút nào chứ. Đúng là cái nhịp. Nên từ nơi đó nắm ngay cái nhịp lễ Phật là tự nhiên dạy người ta dễ. Tại sao mà quý vị về đây mà những đức chú trọng cái chuyện mà phương pháp tu gì? Nếu như một chuyến đi của quý vị mà về đây mà quý vị không nắm được phương pháp tu thì uổng công chuyến đi, uổng công cái chuyến đi. Giống như người ta đi chùa lang thang mà người ta không có phương pháp tu ở nhà. Còn bây giờ mình đi đến đây một cái là mình nắm được phương pháp tu liền. Và có những người đi đến đây một lần luôn, quý vị chỉ cần để ý nha, là cuộc đời quý vị có thể thay đổi luôn. Thay đổi luôn. Có khi quý vị đi đến đây một chuyến đi thôi mà sự buồn dặn hẳn trách một người nào đó xả luôn. Xả luôn. Vì sao? Vì buồn dặn hẳn trách không có một lợi ích gì cả. Những đức thường nói đây là chất độc vô minh. Rất rõ là chất độc vô minh. Mà nhờ câu Phật hiệu này để tịnh hóa chất độc vô minh đó. Nếu mà bây giờ quý vị không dùng câu Phật hiệu là khó bỏ được lắm. Tất cả những tạp khí, tạp tính của mình sai quấy, quý vị phải dùng câu Phật hiệu này để điều chỉnh. Tất cả những sự buồn giận hẳn trách toàn là do cái tâm nhớ mà ra. Cái sự lo âu buồn phiền đều là do tâm nhớ mà ra. Nó bây giờ dùng cái tâm này để nhớ Phật lại thì điều chỉnh cái kia mất đi. Nhớ, chỉ cần dùng cái tâm nhớ Phật thì tất cả sự việc gì trong cuộc đời này cũng có thể giải quyết được.
giải quyết được 100%. Từ nơi đó hãy dùng cái tâm nhớ Phật rất là hay, nên gọi là niệm vạn đức hồng danh, gọi là nhớ vạn đức hồng danh. Vì trong cái tâm chúng ta có vạn đức hồng danh, tự tánh có vạn đức hồng danh. Nếu dùng cái tâm để nhớ vạn đức hồng danh thì tự tánh vạn đức hồng danh hiển lộ. Nên con người phước báo ở thế gian mà biết dùng vạn đức hồng danh để mà quyển chuyển, để phát diện tự tánh vạn đức hồng danh, thì tức khắc quý vị biết rằng là quý vị ở thế gian những phước quý vị dày vô cùng, không có việc gì mà không làm được hết. Dù là một người cư sĩ, nhưng nếu chăng thật tin tịnh độ thì phước duyên quý vị cũng cực kỳ lớn luôn. Quý vị coi cuộc đời như đức sanh ra đời đâu phải là người có phước, đâu có sở học gì đâu, nhưng chỉ có ngay chỗ là tin vạn đức hồng danh rồi tự nhiên thay đổi cuộc đời luôn. Thì coi cái lượng của người ta, nếu mà như cái đà này những đức nói 5 năm sau, quý vị coi cái duy trì mà những đức mà hướng dẫn tịnh độ này chắc rộng lắm, rộng lắm luôn á. Tại vì cái cách mở rộng về tư tưởng chia sẻ tịnh độ của những đức là nó đi vào nhân sinh, thêm một cái nữa nó đem cái món tịnh độ này đi vào lòng người, và nó đưa tịnh độ đi vào gia đình luôn, rồi nó đưa tịnh độ vào mỗi công ty xí nghiệp, mỗi một con người ở vị trí nào cũng tu được luôn. Là những đức biết dùng vào cái hiện đại hóa của xã hội, những đức biết dùng hiện đại hóa xã hội để đem tịnh độ vào hiện đại hóa đó, để phát triển tịnh độ bay bổng xa đi từ nơi đó. Chứ như không phải là những đức đem con người ta chỉ có gì đây, mà những đức mở rộng tịnh độ từng nhà luôn. Rất là nhiều người có một quan niệm rất là tâm lượng nhỏ, đó là họ sợ người ta ở nhà tu được không đến chùa. Sai lầm, cực kỳ sai lầm. Thật sự mà nói, quý vị chỉ cần chỉ dạy người ta một phương pháp tu mà an lạc cực kỳ. Quý vị nghĩ đi, mình giúp ai một cái gì đó hay người ai giúp mình, quý vị có nhớ người ta không? Người ta nhớ mình lắm chứ. Người ta không gặp mình là người ta sẽ nhớ nhung mình. Thấy không? Nên từ nơi đó tất cả quý thầy mà khéo nhất là gì? Phải làm cho người ta nhớ nhung bằng mình, bằng một cách là mình phải cho người ta một phương pháp mà ở nhà người ta áp dụng được. Đừng sợ người ta bỏ mình. Chỉ có cái là mình không cho người ta được một tư tưởng, không cho người ta được niềm an lạc thì người ta quên mình. Nếu cho người ta được một tư tưởng, một an lạc thì tất cả người ta sẽ nhớ mình. Dù ở đâu người ta cũng nhớ tính mình. Nên cái điều đó là cái điều cực kỳ quan trọng mà Phật Pháp là phải đưa từng người tiếp nhận Phật Pháp được là mình áp dụng được. Quý vị coi người xuất gia cũng áp dụng được, mà cư sĩ cũng áp dụng được, hạng người nào cũng áp dụng được, thiện tâm cũng áp dụng được, mà ác tâm cũng áp dụng được luôn. Cái pháp môn tịnh độ này người ác cũng thành tựu nữa. Như vậy thì có người hỏi rằng ác mà niệm Phật cũng được giảng sanh, như vậy nhiều người đi làm ác thì sao thầy? Nếu quý vị là người đệ tử của Phật mà đi làm ác thì quý vị tự xem quý vị lại mình có là đệ tử Phật hay không. Lời chư tổ sư ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói rằng ác niệm Phật cũng giảng sanh, ý nói bạn là người ác nhưng quay đầu niệm Phật cầu sanh cực lạc thì được giảng sanh, chứ không phải kêu bạn đi làm ác để rồi bạn niệm Phật giảng sanh. Không có cái lý bạn muốn giảng sanh mà bạn đi làm ác. Thí dụ như bây giờ mình thật sự muốn gì cực lạc là mình đã nhìn thấu cõi đời này, không lẽ mình đi ăn trộm ăn cắp của người ta làm chi? Thì mình nhìn thấu cõi đời mình mới cầu sanh cực lạc. Còn nếu như mình không cầu sanh cực lạc thì mình mới chấp cõi đời, thì mình mới đi ăn trộm ăn cắp của người ta. Nên người thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tức khắc đối với cõi đời này đã hiểu rồi, hiểu nó là vô thường, hiểu nó là giả tạm, chắc chắn luôn. Nên mỗi một con người nhận thức được chỗ này rồi thì tự nhiên vì tu tịnh độ, trời ơi, nó tuyệt vời lắm. Làm vỗ tay hoài à. Nhớ. Nên từ nơi đó các vị nghe nè, những cái câu này áp dụng trong cái cuộc sống mỗi một gia đình và gặp những trường hợp nè. Những đức nãy viết ra nè: gia đạo bệnh từng đời, chết yểu từng đời, tật nguyền từng đời, bệnh thần kinh từng đời, con cháu hiếm muộn từng đời, không được hạnh phúc từng đời, thay chồng đổi vợ từng đời, niệm Phật sẽ giải quyết tất cả, ăn chay phóng sanh giải quyết tất cả. Quý vị giờ có gia đình muốn đặt câu hỏi đúng không? Trả lời cái một xong luôn. Nguyên lý rồi đó, thấy chưa? Có nhiều người cứ đổ thừa cho một cái gen gì đó, nó cứ là từng đời chịu như vậy. Bây giờ cha mẹ tôi á, bệnh từng đời, bệnh đó đó,
Bệnh từng đời bệnh đó đó, bệnh ung thư vậy đó. Từng đời đều có người bệnh ung thư chết. Cái đổ thừa cho một cái gen của cha mẹ đi xuống từng đời, thấy không? Quý vị có thể thay đổi được cái này không? Được. Chết yểu từng đời, nói rằng là gia đạo này chết yểu từng đời. Thay đổi được không? Thay đổi được. Phật nói rằng phóng sanh ăn chay thay đổi số mệnh. Bạn chết yểu là do gì sao? Bạn đoản mạng nhiều chúng sanh quá. Bạn làm nhiều người bất an quá thì bạn chết yểu. Đúng không? Rồi tật nguyền từng đời, đây cũng là nghiệp sát sanh mà ra nè. Quý vị bẻ chân bẻ cẳng con gà con vịt, quý vị bị tật nguyền lại là đúng rồi còn gì. Đó, bây giờ con gà đang chạy, khách khứa đến cầm cái cây quết một cái gãy cần cổ, gãy cái chân. Quý vị giết nó, quý vị ăn thịt, cái lúc đó thì quý vị chịu cái quả báo là tự nhiên quý vị sinh ra đời hay con cháu mình tật nguyền. Sát sanh mà ra chứ gì. Quý vị coi bắt con ếch bẻ rước lội chân nó bẻ ngược lại, hiểu không? Có khi gà của người ta mà bay qua nhà mình đập, chụp cổ con gà người ta đập vô cái gốc cây cái búp nó trụng nước sôi quốc, đúng không? Nó có nghĩa là ăn cắp gà, ăn cắp vịt, bẻ cổ gớp gớp, thấy chưa? Cái hành động mình như vậy thì tật nguyền, bệnh thần kinh từng đời, gia đạo có mà. Có những gia đạo thần kinh từng đời. Những đức biết một cái gia đình này, năm người con là con người mà toàn đi bò không à, toàn là bò không bốn chân, bò không bốn chân. Nên kinh độc lạ Bình Dương người ta quay lại, không? Bò bốn chân, cái bò vậy. Nên từ nơi đó bây giờ chị mà nghe như đức nói chuyện á, muốn thay đổi không được đó. Bây giờ làm gì? Ăn chay niệm Phật đi. Ăn chay niệm Phật là hướng thiện đi. Tự nhiên thời gian đứng lên đi liền. Tại vì họ đứng được mà tại sao họ bỏ? Họ bị nghiệp lực câu thúc họ. Họ không có một cái điểm để đặt vào, để chuyển cái thân tướng họ lại. Mà họ bị cái sự quen là bò, họ bò. Chứ họ đứng được mà. Mà họ quen họ bò rồi. Bây giờ phải chỉ dạy họ để quyển chuyển lại, thay đổi lại bằng cách nào? Nhớ Phật và ăn chay phóng sanh. Thay đổi liền 100% luôn. Đó, tật nguyền bất cứ bệnh tình gì trong cuộc đời này, nói rằng là gia đạo từng đời đều như vậy. Thay đổi không? Tới đời mình thay đổi liền. Nếu như quý vị chăng thật tin tịnh độ ăn chay phóng sanh, thay đổi liền. Thật sự mà nói, nghiệp duyên của con người tạo ra nó không có hình tướng. Như vậy thì chúng ta điều chỉnh nghiệp duyên này bằng một cách là chuyển qua tâm nhớ Phật, thì tức khắc nghiệp duyên này thay đổi liền. Dù quý vị có phá thai bao nhiêu lần đi chăng nữa, biết rằng là nó đang bị câu thúc vì nghiệp quả, bị khổ đau te tu. Nhưng nếu quý vị chuyển qua cái tâm mà vui vẻ trả nợ, thật sự vui vẻ trả nợ, thì tức khắc nghiệp duyên này thay đổi liền, chắc chắn luôn. Còn nếu như quý vị mà không có một điểm trụ mà chạy đi cầu thầy bà thì đố mà nghiệp tiêu. Cầu sao mà được? Chính mình là người phá thai, là chính mình cuộc dây, thì chính mình phải là người mở dây chứ. Mình nói con bận lắm, con không có thời gian tu, con đi nhờ thầy tụng kinh giùm, con nhờ thầy hồi hướng giùm cho cháu, con đặt bài vị, nhờ thầy đặt bài vị giùm cho cháu. Xong đi nói với người này người kia, em chị phá thai, chị đặt bài vị ở chùa hai cái rồi, các cháu nó ở chùa rồi. Nhỏ kia nói, ừ vậy hả, vậy em cũng đi phá vài cái. Vì sao? Vì đặt bài vị rồi, giết người ta xong đặt bài vị cho ta ở trong bài vị đó, rồi xong rồi về tiếp tục đi làm nữa, phá thai nữa. Vậy thì đâu phải là sám hối, đúng không? Thì đâu sám hối đâu. Bây giờ quý vị phải dày công tu hành, bố thí cúng dường cũng làm, nhưng phải dụng công tu, phải áp dụng Phật pháp vào cuộc sống, thì tức khắc quý vị mới có thể chuyển nghiệp được. Còn nếu như quý vị không áp dụng Phật pháp vào cuộc sống và tin rằng những điều mình làm là sai, để sửa đổi lỗi lầm, thì tức khắc quý vị dù có làm cách nào cũng không thay đổi được cái nghiệp. Dù quý vị có cúng dường bao nhiêu cũng không thay đổi được cái nghiệp. Mà thay đổi được cái nghiệp là gì? Là thay đổi được cái tâm, là thay đổi được cái nghiệp. Tại vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, thiện pháp hay ác pháp đều do từ tâm tưởng sanh đó. Bây giờ chuyển thành cái tâm nhớ Phật thì tức khắc những cái tâm ác kia tự tan biến hết.
Nên Phật có nói trong kinh rằng là nghiệp lực không có hình tướng. Nếu như người nghiệp lực chúng sanh tạo mà có hình tướng thì tặng hư không khắp pháp giới này cũng không có chỗ chứa. Đã là không có hình tướng vậy thì chúng ta chấp câu ai với Đạo Phật là chấp tướng Phật. Mà chấp tướng Phật thì những tướng ác kia tự biến mất, đúng không? Rất là hay, nó có một phương pháp tuyệt vời vô cùng. Nên từ nơi đó mà con cháu hiếm muộn từng đời. Bây giờ muốn có con cháu đông không? Muốn ăn chay, phóng sanh. Quý vị, con cháu hiếm muộn là gia đạo quá sát sanh nhiều của nhiều đời nhiều kiếp. Thí dụ như câu chuyện của Liễu Phàm Tứ Quấn, phải Liễu Phàm Tứ Quấn thay đổi được cuộc đời không? Số mệnh không? Thay đổi. Khổng Tiên Sinh là một vị thầy bói coi là số 1. Coi cho Liễu Phàm Tứ Quấn mười mấy hai chục năm y re. Học giỏi vô cùng nhưng thành đạt thì nhỏ bé. Như vậy thì Khổng Tiên Sinh coi rõ ràng hết. Liễu Phàm Tứ Quấn thấy gia đạo mình chịu như vậy rõ ràng luôn. Rồi xong hoàn toàn tin vào định lực nhân quả. Nhưng ông có cái là không biết được phương pháp để điều chỉnh về nghiệp lực để mà phát triển phước duyên. Ông chịu chết như vậy. Sau này có nhân duyên được gặp được Văn Cốc Thiền Sư chỉ cho ông rằng tạo nghiệp là từ tay. Như vậy thì tạo phước cũng từ cái đôi tay mình mà tạo. Tạo nghiệp từ tâm thì tu phước cũng từ tâm. Như vậy thì ông nên tu phước lại thì chuyển nghiệp. Ông bừng sáng lên bắt tay vào tu phước duyên. Hỏi ngài Văn Cốc Thiền Sư bằng cách nào? Ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, bố thí cúng dường. Chân thật mà làm chân thật đi. Ông làm chân thật, làm một năm sau đi thi thay đổi khác lại liền. Lời coi của ngài Khổng Tiên Sinh là không còn có hiệu quả nữa, không có thể nào coi được nữa. Bắt đầu là tiếp tục tu phước tu duyên, tiếp tục tu phước tu duyên thì thay đổi hoàn toàn số mệnh của ông luôn. Sau này thì bắt đầu là vợ ông tuổi gọi là không còn có con nữa, nhưng mà lạ thai lại có bầu. Kỳ cục như vậy. Là ke con hiếm muộn mà từ phước duyên sanh ra thì sanh được một người con trai. Sau này con trai lớn lên có vợ, sanh thêm 8-9 đứa cháu. Gia đạo tức khắc con đông đúc, cháu đông đúc. Mà con cháu lại ngoan ngoãn, hiếu thảo, xuất hiện liền. Từ ngay chỗ nào ăn chay niệm Phật, phóng sanh, bố thí cúng dường mà thay đổi được số mệnh. Còn con người ta bây giờ, Phan hãy vỗ tay. Đó cũng là một phương pháp đó quý vị. Nên nguyện tam bảo dân hộ cho quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ nhé. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thịnh độ. Ở vì về đây dự ngày lễ vía Phật A Di Đà, quý Phật tử khắp nơi nơi về đây rất là đông, đông lắm. Nên là chúng ta vừa niệm Phật vừa nghe được một thời chia sẻ Phật pháp, rất là hoan hỷ, rất là vui. Và giờ này chúng ta ra đây cúng dưới thực và phóng sanh. Nguyện đem toàn thể công đức này nguyện cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Nhờ cái công đức này mà giúp cho gia đạo được bình an, và quý vị phát Bồ Đề Tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta về đây nghe Phật pháp tu hành thì tất cả những người thân mình mắc mà chưa siêu, hay những người mang nghiệp phá thai, thai nhi, và những người chết chưa siêu thoát trong gia đình mình, họ cũng về đây. Nên họ được nghe pháp niệm Phật, rồi được hồi hướng công đức, nghiệp chướng tiêu trừ, và phát Bồ Đề Tâm buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để mà niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đăng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương những tiếng Phật từ công. Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo.
như đăng ngô tình chung á, ngã kim tí như cung thờ thực biến thập phương những tiết tình cộng nguyên dị tự công đức vô cập những tiết ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành vọng đào như đăng cô hồn chung á, ngã kim tí như cung thờ thực biến thập phương những tiết cô hồn cộng nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật tiệt ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành vật đào án một lục lắng ta bà ha án một lục lắng ta bà ha án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng tam bà và việt nhật ra hồng gia trì chú thực diệu giả đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát gia trì chú thực diệu giả đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát cô hồn ơi hương linh ơi chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi thập nhị loại cô hồn ơi ố vị vô danh nụ danh vô vị ơi thai nhi vì nghiệp phá thai ơi ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật A Di 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 Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả những chú chim này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nãy giờ cũng nghe được pháp môn Tịnh Độ rồi. Khi được thả ra thì ở xung quanh chùa thôi. Rồi chúng ta niệm Phật để sanh cực lạc. Đức Phật đã nói, chúng sanh nào nghe danh hiệu Phật mà chịu niệm muốn về thì ngày rước về Tây Phương cực lạc. Còn mang thân xúc sanh rất là khổ, từ cái nghiệp chướng sát sanh hại vật, tham sân si nặng nề mà ông bà mình đã từng tạo, có khi ông bà mình bây giờ làm loài súc sanh đó. Nên Phật mới nói là tứ sanh phụ mẫu, nên mới khuyên mình ăn chay trường rồi còn phóng sanh. Từ nơi đó mà cái lễ phóng sanh là một cái lễ từ bi, mà trong nhà Phật dạy từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nên chúng ta đọc tam quy y cho tất cả những chú chim này xong niệm Phật để thả các chú bay đi được thông dong tự tại. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta bắt đầu niệm Phật vui vẻ hoan hỷ, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. Rồi trưa nay ngủ ngon nghe. A Di Đà Phật.